xin chào quý anh chị và các bạn hôm nay mình sẽ làm rõ đó là tại sao những kẻ khốn nạn nhất những kẻ mất dạy nhất những kẻ lưu manh nhất lại leo cao nhất tức là lại có cái vị trí là cao nhất ở trong cái bộ máy tà quyền thì những kẻ khốn nạn nhất những kẻ nào mà nó xúc giật nhất thì là nó có vị trí cao nhất Đã. thì đầu tiên thì chúng ta nói về cái tà thuyết À, sai lầm của một cái con heo già Thì cái con heo già này á, là một cái con heo à, Mà nó có quốc tịch Đức nhưng mà gốc nó là gốc Do Thái à, Nó là một con heo già các bạn à, Con heo già này rất là xúc vật à, à, Thì à, là à, cái con heo già này nó đưa ra một cái tà thuyết à, Thì cái tà thuyết của nó Nó sai lầm ở cái điểm nào à, Tức là nó sai lầm cái quan trọng nhất là sai lầm ở Cái học thuyết à, giá trị thẳng dư à, nó sai lầm nằm ở chỗ đó, nằm ở chỗ là học thuyết giá trị thẳng dư. À, thì bây giờ để đơn giản là nói tại sao cái à, cái tà thuyết của con heo già này nó sai. À, thì bây giờ là mình sẽ nói chủ yếu về học thuyết giá trị thẳng dư. Thế bây giờ để đơn giản thì chúng ta biết rằng là cái học thuyết giá trị thẳng dư là cái con heo già này nó phủ nhận cái nguồn thu nhập thụ động. Nó phủ nhận cái nguồn thu nhập thụ động các bạn. À, tức rằng là nó nói à, là mọi thu nhập à, à, là phải từ lao động mới là thu nhập chính đáng còn cái thu nhập mà thụ động là thu nhập không chính đáng à, và nó nói cái cái thu nhập mà à, thu nhập thụ động à, đó chính là gì đó chính là cái giá trị thặng dư à, và những cái người chủ à, của tài sản không? những người chủ tài sản những người làm chủ của tư bản capital những người làm chủ tư bản họ à, đang tước đoạt cái à, sức lao động của cái người lao động, à, nó nghĩ như vậy, à, nó phủ nhận cái giá trị của à, là tài sản. À, tại vì khi một người họ có tài sản, thì cái tài sản đó sẽ đem đến cho họ một nguồn thu nhập, Ta gọi đó là thu nhập thụ động à, (passive income) à, thu nhập thụ động. À, thì con heo già này nó nói rằng là cái thu nhập đó là không chính đáng, thu nhập đó nó nó đặt tên là giá trị thẳng dư và giá trị thẳng dư đó là phải đem chia cho người lao động nó nghĩ như vậy đó con heo già nó ngu lỡ cái chỗ đó như vậy thì sau này các bạn sau này thì robert kiyosaki người đầu tiên đưa ra cái khái niệm là thu nhập thụ động passive income và tổng thống donald trump rất là ủng hộ cái cái khái niệm thu nhập thụ động của robert kiyosaki đó. tức là robert kiyosaki cũng như là donald trump là khuyến khích là bạn hãy có tài sản và cái tài sản đó nó sẽ đem đến cái nguồn thu nhập cho bạn à, ví dụ như bạn sở hữu nhà à, và nhà đó bạn đem bằng cho thuê thì cái cái tiền mà bạn nhận được từ cái việc cho thuê nhà đó 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 chính là thu nhập thụ động bạn không cần phải làm gì cả nó cũng đem đến nguồn thu nhập cho bạn đó. rồi gì bạn sở hữu máy móc phải không bạn sở hữu à, gọi là à, xe cộ phải không bạn có thể đem cho thuê xe cho thuê máy móc đó. đó hoặc là đơn giản nhất là bạn cho vai tiền tức là bạn cho thuê tiền của bạn à, bạn đem bạn cho thuê cái tiền của bạn à, hay còn gọi là cho vai tiền thì cái nguồn thu nhập à, từ cái việc bạn cho vai tiền đó là nguồn thu nhập thụ động và theo robert kiyosaki đó là chính đáng à, đó là chính đáng đó. nguồn thu nhập thụ động là hoàn toàn chính đáng và tổng thống donald trump rất ủng hộ việc này cho nên hai người mới viết chung một cái quyển sách gọi là tại sao chúng tôi muốn bạn giàu À, hai người giàu một thông điệp ha à, Tổng thống Donald Trump Và Robert Kiyosaki Viết chung một cái quyển sách không? Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu à, Hai người giàu một thông điệp Các bạn thấy rõ ràng chưa à, Như vậy điều đó có nghĩa rằng là Robert Kiyosaki đang ỉa vô mặt à, Cái con heo già Con heo già quốc tịch Đức gốc Do Thái à, Tổng thống Donald Trump đang ỉa vô mặt à, Cái con heo già mà quốc tịch Đức gốc Do Thái này à, Tại con heo già này nó ngu con heo già này nó xúc vật con heo già này nó điên nó nói rằng sao nó nói rằng là mọi cái nguồn thu nhập đó, từ đó, là tài sản là điều à, không hợp lý chỉ có thu nhập từ lao động mới hợp lý thôi đó. nguồn thu nhập từ à, tài sản à, gọi là giá trị thẳng dư và phải đem chia cho cái gì phải đem chia cho là à, người lao động đó. Còn nếu mà người chủ mà sở hữu cái đó, người chủ lấy cái đó thì gọi là người chủ đang bóc lột người lao động. Các bạn thấy con heo già này nó khốn nạn chưa? Con heo già này nó cầm thú chưa? Con heo già này là thật con heo già mà đáng nguyên rủa đời đời nguyên rủa. Đó. Rồi bắt đầu là nó ngồi nó suy nghĩ không? Nó là cái thằng ăn không ngồi rồi, con heo già này là ăn không ngồi rồi. Đó, được cái thằng gọi là cái thằng ăn gèn Cái thằng này nó tên là thằng ăn gèn Thằng ăn gèn này nó đi làm kinh doanh Nó làm kinh doanh làm sao bắt đầu là nó nuôi cái thằng Cái con heo già này À, tại vì sao thì ăn gàng này nó cũng thấy con heo già này sao ăn không ngồi rồi thấy con heo già này là 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 thuộc dạng là chém gió Đó, ăn không ngồi rồi không có làm con mẹ gì hết đó. mà sao mà chỗ bạn bè thâm tình cho nên nó bố thí cho chút tiền của à, thì ăn gàng này nó bố thí cho chút tiền của để cho chi để con heo già này là bắt đầu ngồi không đó, đó. ngồi bắt đầu giết ngoạt ngoạt giết ra mấy cái tà thuyết tào lao xi si ma chao à, và bắt đầu anh ngồi anh tự tưởng tượng anh tự mơ mộng anh tự tưởng tượng anh tưởng tượng rằng sao anh tưởng tượng là cái thu nhập thụ động là thu nhập không chính đáng à, phải là thu nhập chủ động à, mới là thu nhập chính đáng sau đó bắt đầu là nó phát triển thêm cái ý của nó à, nó phát triển thêm sao nó nói rằng là nếu như mà không lao động thì không xứng đáng được hưởng à, tại vì nó nói rằng là là thu nhập thụ động là là không không xứng đáng cho nên bây giờ là chỉ có thu nhập từ lao động mới xứng đáng thôi Bây giờ nếu anh không lao động thì anh không xứng đáng được hưởng đã, như vậy rằng sao nó nói rằng là Robert Kiyosaki cho thuê nhà à, Là Robert Kiyosaki không xứng đáng được hưởng cái tiền cho thuê nhà Tại vì Robert chả làm gì cả, ông nằm muốn ngủ suốt ngày Ông nằm ngủ, không Cuối tháng cái ông đi lãnh tiền thuê nhà, cho thuê nhà đó cho nên cái thằng con heo già này nó nói là Robert Kiyosaki là không xứng đáng à, Để mà được hưởng cái tiền mà cho thuê nhà Còn thấy là con heo già này nó xúc vật chưa Quá xúc giật đi, nó quá xúc giật đi đó không đó rồi cho nên là sau này á, là Robert Yosaki đưa ra cái thuyết gọi là 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 à, thu nhập thụ động đó. người đầu tiên à, gọi là đưa ra cái khái niệm thu nhập thụ động thực ra trước đó người ta cũng biết cách rồi không? người ta cũng biết cách đó. Đó là sao là làm ra tài sản đó, bằng cái gì bằng là là coi như là không có phải sức lao động mà gọi là cái gì gọi là tiền sinh ra tiền đó. tài sản sinh ra tiền chứ không phải là làm việc sinh ra tiền Đó thì rõ ràng là trước đó người ta đã biết rồi nhưng mà về khái niệm đúng không về cái khái niệm thu nhập thụ động à, thì robert là người đầu tiên ông đặt ra cái khái niệm đó chứ không phải mình nói rằng là robert kiyosaki là người phát minh ra cái cái thu nhập thụ động à, nó đã có trước đó rồi chỉ có điều là ông robert này ông là cái người mà khái niệm ra à, viết cho nó rõ ràng định nghĩa cho nó rõ ràng và hướng dẫn cho người ta để mà người ta dễ áp dụng đó thì robert là ông ông có cái công đó, đó. Và đương nhiên là tổng thống Donald Trump là rất là ủng hộ Cái quan điểm này của Robert Đó à, chúng ta thấy rõ ràng rằng là chính Robert Kiyosaki đang ỉa vô đầu, đang ỉa vô mặt, đang ỉa vô trong cái bản họng của cái con heo già này. À, con heo già này nó rất là xúc vật. Nó nói bây giờ mày không lao động thì mày không xứng đáng được hưởng. Bạn thấy xàm chưa? À, Donald Trump ổng có một cái khối tài sản lớn như vậy là cũng gì? Cũng gì là tiền sinh ra tiền, tài sản sinh ra tiền. Chứ đâu phải là ổng lao động hì hụi để mà sinh ra tiền đâu thấy không đó cái rõ ràng rằng là ông ông donald trump cái cái con heo già này mà gần ngồi nói chuyện với donald trump là donald trump ông quất trong bạc tay tại vì ngu quá nói chuyện ngu quá phủ nhận cái nguồn thu nhập thụ động là đây là một thằng ngu một thằng đần một con heo đương con heo, đù heo này nó heo đù thấy không rồi bây giờ nói rằng là gì không lao động thì không xứng đáng được hưởng ông donald trump ông giả trong bạc tay các bạn coi mấy cái video của donald trump á thằng nào cà chớn ba gai ông ông giả trong bạc tay chứ không phải dẫn chơi đâu thấy không đó con heo già này mà dám mà ngồi nói chuyện với đâu đinh trâm mà ổng 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 giả cho ông phạt Tay à, lâu đó là là xanh mặt xanh là kêu é ét luôn á kêu như là heo kêu vậy đó chứ không phải giỡn mặt đâu đó rồi sau đó sau sau đó là sao cái cái tà thuyết này nè không cái tà thuyết mà mà của con heo già này nè, nó được cái thằng thằng gọi là cái thằng à, Lê Khỉ chúa tể nó bơi bơi nệ nó bê, bê, khệ nệ đó, bê về đó. lê khỉ chú tể nó khệ nệ nó bê cái tà thuyết của cái con heo già này con heo mội này con heo nọc này nó tà thuyết thì đem đem về, về ở cái đất nước hình cái sô để phát triển lên rồi ở đất nước hình cái sô lúc đó có một thằng nó tên là cái thằng là bả chó khỉ chúa tể à, bả chó khỉ chú tể à, nó còn có một cái tên khác nữa là cái thằng hôi chết mẹ à, hôi chết mẹ à, thấy không đó hoặc là hoặc là có người còn đặt nó là hít cửa mình thấy không HCM đó, HCM đó, hít cửa mình, hít cái hít ngửi á, dạng hít ngửi cái cửa mình của của người ta đó. hết hít cửa mình. Đó. Thì bây giờ cái thằng hôi chết mẹ này nó qua bên đất nước hình cái xô nó khệ nệ, nó bê cái cái tà thuyết của con heo già này mà được cái thằng gọi là cái thằng cái thằng gọi là lê khỉ chúa tể với lại thằng sa khỉ chúa tể nó bắt đầu nó nhào nặng ra thành ra một cái một cái tàu lao đó. một cái đống rác nó đem về nó khệ nệ nó rinh về nó áp dụng trên cái đất nước hình con lãi mà thấy xúc vật chưa cái thằng hôi chết mẹ là cái thằng chó đẻ thằng xúc vật đó. thằng thằng ấu dâm thằng thằng xúc vật ấu dâm đó. rồi sao rồi khệ nệ bê về à các bạn thấy không đây nó tà thuyết rõ ràng đầu tiên chúng ta phân tích là ngay từ đầu tiên là thấy đã thấy nó ngu rồi vậy mà cái thằng hôi chết mẹ nó vẫn không phát hiện ra là cái cái ngu nó vẫn khệ nệ nó bê về À, nó khởi về nó bê về mà để mà nó áp dụng làm cho điêu điêu đứng rồi cho nó tan hoang cái đất nước hình con lãi luôn làm cho cái đất nước hình con lãi mất độc lập mất tự do luôn đó. không còn tự do nữa không còn gọi là nhân quyền nữa thành một cái đất nước điêu tàn nghèo kiếp xác nghèo mà nghèo nhất thế giới tham nhũng nhất thế giới và thấy thấy tội ác của thằng hôi chết mẹ chưa tội ác vô cùng khủng khiếp đó. rồi bắt bác... đầu sao ban đầu á ban đầu các bạn ban đầu nó nói không lao động <laughs> không lao động à, thì không xứng đáng được hưởng à, đó là ban đầu nó nói vậy thôi nhưng mà sau đó sao sau khi mà áp dụng thời gian á, thì cái thằng lê khỉ chúa tẩy nó nói vậy nè nó nói không phục tùng thì không xứng đáng được hưởng các bạn thấy nó, nó khốn nạn chưa đầu tiên nó nói mày không lao động thì mày không xứng đáng được hưởng sau một thời gian áp dụng thì cái thằng gọi là ta gọi là cái gì ta gọi là à, quyền lực thì nó dẫn đến là tha hóa mà quyền lực tuyệt đối thì nó dẫn đến là tha hóa tuyệt đối thấy không nhắc lại nha quyền lực thì nó dẫn đến tha hóa mà quyền lực tuyệt đối thì dẫn đến là tha hóa tuyệt đối à. thế cho nên là cái con lê khỉ chúa tể này nè là bắt đầu nó có quyền lực rồi mà liền quyền lực của nó là quyền lực tuyệt đối cho nên nó tha hóa một cách tuyệt đối luôn à. nó đổi cái câu người ta là không lao động tới cái câu này thì đương nhiên nó đã sai rồi mà sau này nó đổi thành còn sai dữ nữa nó nói không lao động thì không xứng đáng được hưởng câu này nó sai rồi Đúng không? Robert Kiyosaki ông nằm ngủ cả tháng. Cuối tháng ông vẫn lãnh tiền cho thuê nhà. Tỉnh bơ. không? Không cần lao động ông vẫn xứng đáng được hưởng vậy. không? Bởi vì sao? Bởi vì ông có trí tuệ, ông có cái não, ông có cái đầu. Chứ không phải là ông ông khốn nạn như là cái thằng hôi chết mẹ. Không phải ông khốn nạn như cái thằng Lê Khỉ chúa tể. Không phải ông khốn nạn như cái thằng gọi là cái thằng heo niễn. Thằng heo niễn là thằng không có đầu óc. Thấy không? Ông Robert Kiyosaki ông có đầu óc cho nên ông xứng đáng được hưởng mặc dù ông không cần phải lao động, ông nằm ngủ đó. Làm gì ổng? Còn cái thằng heo niễn là cái thằng mà không có đầu óc, đầu bò óc chó. Vậy mà nó vẫn giàu có. Vậy nên nó là súc vật, đúng không? Đó. Thì cái thằng Lê Khỉ Chúa tể nó mới đổi cái câu này, cái câu này ha, nó đổi thành nó nói là không phục tùng. À thì không xứng đáng được hưởng. Các bạn thấy chưa? À, bởi vì nó có quyền lực tuyệt đối cho nên nó tha hóa tuyệt đối nó không còn là nó không còn là một con người nữa lê khỉ chúa tể nó không còn là một con người nữa mà nó nó thành gì nó thành ngạ quỷ nó thành súc sinh nó thành là động vật nó thành là coi như là một cái thứ mà quỷ đỏ một cái thứ sa tăng nó thành một cái thứ mà gọi là là mọi rợ ác ôn nhất Đó. rồi sau này sao sau này á, là cái thằng gọi là cái thằng sa khỉ chúa tể mà nó nối nghiệp lê khỉ chúa tể nó còn khốn nạn dữ nữa thằng sa khỉ chúa tể nó còn khốn nạn gấp ngàn lần sao giới lê khỉ chúa tể nữa à rồi sao rồi đó là ở bên cái đất nước hình đầu bò có cái thằng gọi là mau khỉ chúa tể thằng này còn khốn nạn với thằng chó đẻ thằng cầm thú thằng xúc vật à. rồi ở cái đất nước hình con dồi nó có một cái thằng gọi là kim khỉ chúa tể thằng kim khỉ chúa tể này nó cũng là vô cùng mất dạy khốn nạn dữ lắm ác độc dữ lắm còn đất nước hình con lãi thì có cái thằng hôi chết mẹ à. thằng này là thuộc dạng là cầm thú xúc vật xúc sinh mọi rợ mà tự xưng mình là cha già cộng đồng nó tự xưng nó là cha già cộng đồng chứ thực sự nó là gì nó là cha già ấu dâm cha già chó đẻ phải không nó thằng chó đẻ nghĩ sao nó mới có bốn mấy tuổi à nó để râu nó để râu dài xuống phải không nó để râu dài xuống tới hán đó. xong nó kêu người ta gọi nó bằng cụ nó để râu là cái quyền của nó phải không nhưng mà sao nó để râu xuống dài xuống tới hán xong nó kêu là mấy người già già đó nó kêu nó bằng cụ phải không cụ cụ hôi tại vì nó nó họ hôi tên là chết mẹ nó kêu người ta kêu bằng cụ hôi đó. Mà trong khi người ta sao Trong khi người ta là lớn hơn nó Có người sáu mấy tuổi Lúc đó nó mới có bốn mấy tuổi à Nó kêu người ta bằng cụ hôi phải xưng con đó. Hoặc là kêu bằng bác hôi đó. Không nạn chưa đó. Nó kêu kêu nó vậy đó Cụ hôi hoặc là bác hôi Các bạn thấy nó xúc giật chưa? Thấy không Nó nói rằng là không phục tùng thì không xứng đáng được hưởng Đó cuối cùng sao vì cái lý luận chó đẻ của nó à, mà cuối cùng nó tạo ra nguyên một cái lũ tai sai một cái lũ cẩu nô tài và dưới trướng của nó các bạn dưới trướng của cái thằng mà gọi là hôi chết mẹ đó dưới trướng của nó toàn là một cái lũ gọi là cái lũ tai sai cái lũ tai sai đầu bò ốc chó cái lũ cẩu nô tài mà cái lũ này các bạn cái lũ này nó chỉ biết phục tùng mà thôi à, tại vì sao tại nếu như mà nó phục tùng thì sao nó sẽ được giàu sang nó à, chỉ cần phục tùng mà thôi phục tùng cái thằng hôi chết mẹ thôi phục tùng cái thằng hôi chết mẹ thì sẽ được giàu sang nó không cần phải lao động các bạn nó không cần phải lao động đó tại vì sao cái câu này đã bị sửa rồi đó. cái câu này gọi là sao nó sửa thành từ gọi là không lao động thì không xứng đáng được hưởng đúng không nó sửa thành gì không phục tùng thì không xứng đáng được hưởng đó khi mà nó sửa thành cái câu đó thì bắt đầu là dưới trướng của cái thằng độc tài đó các bạn dưới trướng của cái thằng hôi chết mẹ nè dưới trướng của cái thằng kim khỉ chúa tể nè dưới trướng của cái thằng mau khỉ chúa tể nè dưới trướng của cái thằng star khỉ chúa tể nè dưới trướng của cái thằng là phi đen khỉ chúa tể nè các bạn à, thì sao thì dưới trướng của nó là một lũ coi như là cái lũ phục tùng cái lũ bưng bô cái lũ cẩu nô tài cái lũ tai sai khốn nạn thấy chưa chỉ cần mày phục tùng thôi là mày giàu sang không cần phải lao động các bạn thấy khốn nạn chưa đó cho nên hôm nay là mình phân tích cái gì phân tích cái đầu tiên là phân tích cái tà thuyết của con heo già đó. rồi sau đó dẫn đến cái gì dẫn đến một cái hệ lụy vô cùng kinh khủng khiếp thế thì từ cái tà thuyết của con heo già này thấy không rồi sau đó là cái gì sau đó là cái lũ độc tài nó mới chỉnh sửa đúng không thì bắt đầu làm sao bắt đầu nó mới hình thành nên một cái gì hình thành nên một cái xã hội độc tài cái xã hội độc tài này gọi là xạo hết chỗ nói ít à, hcn à, gọi là cái gì ít H -H à xạo hết chỗ nói hoặc là xuống hố cả nút à, xuống hố cả nước luôn à, tức là từ cái tà thuyết tào lao của con heo già này nó mới đẻ ra cái gì đẻ ra một cái xã hội độc tài nếu như không có cái tà thuyết này thì đâu có cái xã hội độc tài đâu chuẩn gì cái tà thuyết khốn nạn của con heo già này nè à, cái con heo già này thì bắt đầu nó mới ra một cái gọi là cái xã hội độc tài cái xã hội là xạo hết chỗ nói à, cái xã hội xạo hết chỗ nói này nó đặt cơ sở từ cái tà thuyết của con heo già này đó các bạn đó. và nó xây nên một cái thiên đường mù đó. một cái thiên đường mù nó tự xưng nó là gì thiên đường xạo hết chỗ nói nhưng mà thật sự đó là gì đó là thiên đường mù thiên đường này sao là mọi người tự bịt bịch tay tự bịch mắt tự bịt miệng đó. mù đuôi đó. có mắt mà không thấy đâu có tay như điếc có mắt như mù đó. có miệng như câm Thấy không có miệng như câm không có tay như điếc có mắt như mù à trên con mắt của nó là không còn là con mắt nữa mà thành hột nhãn lỗ tai của nó không còn là lỗ tai nữa mà là thành nấm mèo đó nấm mèo nè ha chứ không phải lỗ tai con mắt của nó không phải mắt nữa hột nhãn đó. À, bị đuôi rồi, bị điếc rồi, bị câm rồi Một cái xã hội gọi là thiên đường mù đó Những con người sống trong xã hội đó là những con người bị mù Bị đuôi, bị điếc hay không? Còn những người nào dám nói lên tiếng nói thì sao Người đó sẽ bị bị bịt miệng Tức là một là mày tự bịt miệng mày còn nếu mày không tự bịt miệng mày thì tao sẽ bịt miệng mày, tức là gì tà quyền độc tài xúc giặc nó sẽ bịt miệng người ta, phải không? Đó, mày có lỗ tai mày tự bịt tai lại đi, còn nếu mày không tự bịt tai là tao sẽ bịt lỗ tai mày. Đó các bạn thấy không? Đó. Cho nên nó cấm người ta chơi Facebook, nó cấm người ta chơi mạng xã hội, phải không? Hồi xưa nó cấm người ta chơi mạng xã hội, người ta vẫn vượt tường lửa người ta vô người ta chơi, thấy không? Sau này bắt đầu là sao nó cấm không được nó mở ra. Nó mở ra bây giờ người ta biết sự thật rồi. Đã, nhiều người biết sự thật nhiều người lên tiếng chửi nó chửi nó như chửi một con chó thì bắt đầu sao bắt đầu nó kêu là facebook hãy đặt server ở đất nước hình con lãi nó sợ rồi nó sợ dữ lắm bây Và giờ vài năm nữa người ta chửi nó như người ta chửi bây giờ người ta chửi là bây giờ là, là càng ngày thấy càng nhiều người chửi nó nó không vài năm nữa người ta chửi còn kinh khủng nữa bắt đầu nó kêu là facebook hãy đặt server ở cái đất nước hình con lãi để nó dễ dàng nó kiểm soát nó hù người ta nó hù người ta các bạn Đã nhưng mà cái thằng facebook này là, là cũng ký hiệp ký hiệp định với nó rồi coi như là ký thỏa thuận với nó rồi là facebook là sẽ qua là đặt server ở bên đất nước hình con lãi để mà kiểm soát người dân ở đất nước hình con lại không? đó Rồi bây giờ cái người dân ở đất nước hình con lại cứ im lặng đi, Đấy không, cứ ngoan ngoãn đi, cứ phục tùng đi. Rồi bắt đầu làm sao bắt đầu đi làm nô lệ đi. Rồi nô lệ ngàn năm luôn à, Các bạn nào nhớ lên trên Youtube Sợ cái bài gọi là nô lệ ngàn năm không Mình có hát một cái bài gọi là nô lệ ngàn năm đó Gọi là ngày xưa trong rừng Tội khỉ trường sơn Đội nón tay bèo mang dép già râu không Ngôi sao cùng với búa liềm không à, Đó là cái gì Hiên ngang khỉ cớp chính quyền Xây nên thiên đường mù đuôi Nè cái thiên đường mù đuôi nè đó không rồi, rồi người dân kinh hoàng mới bỏ trốn vào Nam Miền Bắc điêu tàn chết đối từa lưa Đó không à, rồi gì rồi nhân bay á tức bay tức là tội khỉ nhân bay nào hết tham vọng mang quân vào giết dân tộc nó nhân dân hai miền khổ đau các bạn thấy khủng khiếp chưa đó các bạn nhớ lên trên uh, loại là uh, youtube uh, sợ uh, nghe cái bài hát gọi là uh, À, nô lệ ngàn năm phải không đó để mà diễn tả một cái bối cảnh lịch sử ở cái đất nước hình con lại đó. bị cái lũ khỉ trường Sơn cứ bó à, cái lũ khỉ cái lũ khỉ này nè nó nó đã đã nó đã là là là, là cai trị người dân à, cai trị tức là khỉ lên cai trị người à, kinh khủng như thế nào đó rồi bây giờ chúng ta nói về cái xã hội độc tài xạo hết chỗ nói à, gọi là cái gì gọi là xH Cn không à, cái, cái xã hội này nó đặt cơ sở từ cái tà thiết của con heo già và chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy ở cái thiên đường mù này nó nói những cái lời rất là hoa mỹ, nó nói những cái lời rất là đẹp đẽ. Cái thằng xúc vật đó, đó, cái thằng mà gọi là cái thằng mà hôi chết mẹ nó lên nó đọc một cái bản gọi là cái bản bố cáo, nó đọc cái bản bố cáo các bạn. Đó. Nó nói rằng sao? Nó nói rằng là À, chúng cướp không hầm mỏ và ruộng đất không chúng à, gọi là à, à, và bắt bắt dân nhân dân ta điêu đứng tiêu điều phải không à, à, chúng độc quyền in giấy bạc à, chúng không cho à, ta tự do báo chí tức là nó đang kết tội pháp à, nó đang kết tội pháp à, nó, nó kêu pháp là chúng mà nó giả bộ vậy đó Rồi ý là nói rằng nó sẽ tốt đẹp hơn để nó lên nó cai trị đi nó sẽ tốt đẹp hơn à, chứ không phải như là chúng mà chúng thì coi như là tức là pháp là, cai trị là khổ lắm nhân dân khổ lắm cho nên để nó lên nó cai trị đi xấu đẹp hơn nhiều à cái bắt đầu người ta người, mấy mấy gọi là mấy khỉ khỉ cất bó khỉ gu khỉ gu, gu tin theo tưởng 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 tin theo tung hô nó tung hô nó vạn tuế không bỏ chó muôn năm bỏ chó muôn năm thôi chết mẹ muôn năm đó, thôi chết mẹ là coi như muôn năm đó, tung hô nó bắt đầu đi theo nó và cuối cùng xây nên một cái thiên đường mù và bắt đầu nó nói sao nó nói làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu các bạn thấy nó sợ quần què chưa nó nói rằng là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu à các bạn thấy trên đời này có cái chuyện nào mà nó vô lý tới cái mức mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu không quá vô lý đúng không đó làm vậy là sao là công bằng người ta hiểu cái chữ công bằng ở đây công bằng chứ không phải là cào bằng công bằng ở đây ta hiểu công bằng là công bằng về cơ hội ai cũng có cơ hội như nhau ai phấn đấu à ai thông minh ai khôn khéo thì có nhiều còn ai ngu đần à, ai làm biến thì có ít không đây gọi là gì đây gọi là cái sự à, công bằng công bằng đây là ta hiểu công bằng về cơ hội chứ đâu phải là cào bằng còn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đây gọi là cào bằng Đó. nhưng mà nó xạo thôi nó nói làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là nó xạo thôi rất là xạo thật sự ra là gì thật sự ra là làm sao là nếu mà không phục tùng nó thì nó không cho hưởng không phục tùng nó nó cho chết đối chứ ở đó mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu nó chỉ xạo thôi à nó xạo quần què thôi các bạn vậy mà có khối người tin đó có khối mấy con khỉ tin đó bây giờ nó có cái lực lượng bò đỏ cái đám bò đỏ này nó tin à, cái đám bò đỏ này nó xúc vật dữ lắm à, mà nó u mê lú lẫn dữ lắm đó. Nó mặc áo đỏ đó. Trên cái áo đỏ đó là có một cái gọi là áo máu què đó mặc áo máu què không? Trên cái máu què đó là nó có một cái ngôi sao màu vàng đó. Áo thì áo máu què không? Máu què đó. đó Các bạn lên mạng bạn sợ coi máu què là cái gì đó. Trên cái máu què đó có ngôi sao màu vàng phải không Đó là cái lũ này ta gọi là lũ bò đỏ không đeo băng băng gì băng đô băng đô đỏ à, viết cái chữ gì viết cái chữ trên cái băng đô đó không viết chữ gì gọi là thiên đường xạo hết chỗ nói à, kinh khủng chưa à, cái lũ bò đỏ này vẫn còn bây giờ Bây giờ mà nó vẫn còn tin theo cái gì Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu Các bạn thấy nó xúc vật chưa nó đầu độc cho cái thế hệ trẻ là những cái đứa thanh niên ngu dốt những cái đứa thanh niên ăn cứt gà sáp dầm nước đá đó. những cái đứa thanh niên này á, vẫn tin rằng là gì tin rằng là trên đời này nó có cái chuyện gọi là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu kinh khủng chưa rồi trong cái thiên đường mù này á là cái lũ mà xúc vật này là cái lũ mà kẻ cai trị xúc vật khỉ trường sơn cứt bó này á nó xóa bỏ cái nền kinh tế tư nhân nó xóa bỏ kinh tế tư nhân nó bất hữu quá hết những người nào đang kinh doanh nó lại nó quốc hữu hóa nó tịch thu thật ra là gì nó ăn cướp À, nó ăn cướp nó nó mệnh danh là cái gì nó mệnh danh là cướp của người giàu chia cho người nghèo đó là nó mệnh danh như vậy nhưng mà không bao giờ nó đem chia cho người nghèo nó chỉ cướp của người giàu thôi nó không có chia cho người nghèo mà nếu có chia thì nó chia như vậy nè tao chia cho mày cái quyền gì cái quyền sử dụng à, tao chia cho mày cái quyền sử dụng 20 năm quyền sử dụng 50 năm tối đa là 50 năm nó quyền sử dụng À, đó là tao chia cho mày cái quyền sử dụng sau 50 năm đó tao tịch thu phải không đó là bởi vì sao mày có cái quyền sử dụng cho cái quyền sở hữu là của ai cái quyền sở hữu là sở hữu toàn dân à, nhưng mà sở hữu toàn dân là ai quản lý xúc vật quản lý sở hữu toàn dân do xúc vật quản lý à như vậy sao nó 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 cướp cổ người giàu để nó nó nói rằng nó mệnh danh rằng là nó sẽ đem chia cho người nghèo nhưng mà thật sự là nó không chia À, mà nó đời nó bỏ cái túi riêng của nó không? hoặc là nó dành cho cái băng đảng cướp sạch của nó mà thôi à, chứ nó không có chia cho người nghèo à, còn nếu có chia giả sử nếu có chia thì nó cũng giả bộ nó dụ nó dụ khị thôi nó chia cho người ta cái quyền sử dụng à, quyền sử dụng chứ nó không bao giờ nó cho người ta cái quyền sở hữu nó nói rằng là sở hữu toàn dân à, sở hữu toàn dân do súc vật quản lý là như vậy À, kinh khủng cho Nó xóa bỏ nền kinh tế tư nhân Thằng nào mà kinh doanh á, Thì nó lại nó tịch thu Nó nói người ta là tư sản mại bản à, Mày là tư sản mại bản Cho nên tao phải tịch thu của mày Tại mày là tư sản ác ghê Mày là tư sản ác ôn à, Nó nói người ta tư sản ác ôn Tư sản ác ghê Nó nói người ta địa chủ à, Cho nên nó lại nó ăn cướp của người ta Nó ăn cướp người ta Nó đánh đánh sập cái nền kinh tế tư nhân Mà các bạn biết rằng cái nền kinh tế tư nhân mới là cái nền kinh tế mà nó đưa cái đất nước đi lên, à, cái đó mới là động lực phát triển đất nước đó. nền kinh tế tư nhân mới là động lực phát triển đất nước bởi vì nó có cạnh tranh, kinh tế tư nhân nó có cạnh tranh, cái quyền sở hữu, phải không? cái quyền lực kinh tế nó không tập trung ở một à, một tổ chức, nó không có tập trung ở một người mà nó phân tán ra. khi mà cái quyền lực kinh tế nó phân tán ra thì nó sẽ có cạnh tranh và đó là động lực phát triển, à, đó mới là quan trọng đó. Thế bây giờ nó ăn cướp hết rồi Mà nó sao? Nó mệnh danh là quốc hữu hóa Tức là nó ăn cướp của tư nhân Nhưng mà nó mệnh danh là quốc hữu hóa Bạn thấy kinh khủng chưa? Cuối cùng nó hình thành nên một cái gì? Nó hình thành nên một cái nền kinh tế gọi là cái nền kinh tế kế hoạch tập trung phải không? Nền kinh tế kế hoạch tập trung Nó khủng khiếp chưa? Đó. Hay còn gọi là kinh tế tà quyền Đó. Cái nền kinh tế này gọi là kinh tế tà quyền Đó. Tà quyền nó quản lý cái nền kinh tế này và khi á, cái tất cả á, cái uh, kinh tế đúng không nó đều tập trung vào tà quyền thì bơi bối nó bắt đầu xảy ra bơi bối bắt đầu xảy ra các bạn tà quyền nó tự cho nó là có cái quyền không? nó tự cho nó là có cái quyền cũng như là nó tự cho nó là có cái khả năng lập kế hoạch cũng như là phân phối xin nhắc lại là tà quyền nó không có cái quyền mà lập kế hoạch cho toàn bộ nền kinh tế đâu Đó. toàn bộ nền kinh tế nó vận hành như thế nào phải do là tư nhân người ta người ta làm và tư nhân mỗi cái tư nhân như vậy, mỗi cái cá nhân như vậy người ta sẽ là góp sai góp sức chung tay góp sức vào cái nền kinh tế dựa theo cái quy luật cung cầu tức là dựa theo cái quy luật của thị trường thị trường là gì là cung cầu đó là do cái nhu cầu đúng không nhu cầu và cũng như là cái nhà cung cấp tức là dựa theo cung cầu mà những cái người tư nhân này, này họ sẽ quyết định cái số lượng mà họ sản xuất ra cũng như là cái gì cũng như là cái chất lượng sản phẩm mà họ đưa ra thị trường. Đã. Mày mốt mình sẽ dạy cái môn gọi là kinh tế uh, uh, vi mô cái này gọi là kinh tế vi mô để mình uh, là phân tích về cái hành vi uh, của người tiêu dùng cũng như là hành vi của nhà sản xuất của từng từng nhà sản xuất từng cái loại hình sản xuất Đã. ở trong cái nền kinh tế thấy không như vậy thì sao như vậy thì uh, là uh, cái nền kinh tế nó phải vận hành phải dựa theo quy luật cung cầu uh, cái ta gọi là kinh tế thị trường đó, phải dựa theo quy luật cung cầu đó, mới gọi là kinh tế thị trường đó, và những cư tư nhân này những cá nhân này người ta tham gia vào cái quá trình sản xuất đó. nhưng mà sao nhưng mà cái thằng khốn nạn cái thằng xúc vật đó, gọi là cái gì Xúc vật tà quyền này nè các bạn nó bắt đầu nó nó tịch thu hết của người ta đó, nó xóa bỏ kinh tế tư nhân chỉ còn lại gọi là kinh tế kế hoạch tập trung mà thôi đó. nó tự cho nó có cái quyền lập kế hoạch cho toàn bộ nền kinh tế bạn thấy nó, nó điên chưa nó quen tưởng chưa nó nó nói rằng nó có cái quyền lập kế hoạch toàn bộ nền kinh tế đây là một cái sự quan tưởng nó, không có quyền đó mà nó đã cướp cái quyền của người ta đây là cái quyền của toàn bộ tư nhân mới gọi là gì mới gọi là nhân quyền ai cũng có quyền sản xuất ai cũng có quyền hết các bạn đó nếu mà ta sản xuất mà tốt thì tự nhiên thị trường chấp nhận còn sản xuất dởm thì thị trường tự đào thải thôi nhưng mà ai cũng có quyền hết nó tự cho nó có cái quyền cướp của tư nhân để mà lập kế hoạch cho toàn bộ nền kinh tế của cả nước đây là cái sự ăn cướp trắng trợn cho cho nên mới gọi là băng đảng cướp sạch tức là cái gì nó cũng cướp hết Hả? ta viết tắt là đờ cờ sờ tức là đảng cướp sạch cái đảng này nó đảng nó nó cướp sạch các bạn viết tắt là đờ cờ sờ thôi cho nên mới có câu là đi đờ mờ cờ sờ đó. đờ mờ cờ sờ đó các bạn đó. tức là gì là đổi mới cuộc sống đó các bạn thì cái đám cái đờ cờ sờ này là cái đám xúc vật cái băng đảng cướp sạch này nè xúc vật lắm các bạn nó tự cho nó có cái quyền lập kế hoạch cho toàn bộ nền kinh tế nhưng mà nó có năng lực lập kế hoạch hay không nó không hề có năng lực đầu tiên nó tự cho nó có cái quyền là nó thấy nó nó bắt đầu là nó khốn nạn rồi rồi nó còn nói rằng là nó có khả năng lập kế hoạch nữa là tầm sàm nữa cái này đâu có phải là do một cái khả năng của nó quyết định được nó không hề có khả năng vì nó đầu bò ốc chó làm sao mà nó nó có thể có khả năng lập kế hoạch toàn là lũ đầu bò ốc chó không cái thằng đó là lê khỉ chúa tể cũng là một cái thằng sức thân nó là thằng lưu manh khốn nạn thằng bả chó khỉ chúa tẩy tức là cái thằng hôi chết mẹ nó xuất thân là một cái thằng lưu manh côn đồ ba nó là làm quen đánh người chết rồi bắt đầu bị đuổi nên nó là cái thằng học mới có lớp 3 à. rồi bắt đầu sao bắt đầu người ta mới đuổi học nó tại vì sao tại vì ba nó đánh chết người cho nên sao cho nên đuổi cổ nó bắt đầu nó đi xuống tàu nó làm bồi tàu nó là giống thì sức thân nó là một thằng lưu manh một thằng thất học một thằng côn đồ một thằng dâm tặc thấy không vậy mà nó nó nó, nó tự xưng nó, là nó gì nó là là cha già áo dâm À, nó nói rằng nó có cái quyền lập kế hoạch Cho toàn bộ nền kinh tế Nó nói rằng nó có khả năng lập kế hoạch Làm sao mà nó có khả năng Nó vừa không có quyền mà vừa không có khả năng Rồi nó lập kế hoạch xong bắt đầu sao Nó nói rằng là nó gì Nó có cái quyền phân phối Nó nói nó sản xuất mà Nó lập kế hoạch sản xuất mà Nó sản xuất xong nó nói là nó có cái quyền phân phối Rồi nó có cái khả năng phân phối nữa chứ Tào lao chưa Thứ nhất là quyền phân phối là thấy nó sạm rồi đó Hả à nó tự giành cái quyền của của toàn dân nó tự giành cái quyền đó. đó. rồi bắt đầu là nó làm gì mà có ai mà có cái khả năng mà phân phối cho toàn bộ nền kinh tế không có một cái cơ quan nào hết không có bất cứ một cái cơ quan nào có cái khả năng làm được cái chuyện đó mà tốt được hết cái này phải để cho cái quy lực cung cầu à, để cho cái kinh tế thị trường để cho cái thị trường nó quyết định đó chỗ nào bán mắt thì tự động người ta bỏ đi người ta kiếm, kiếm chỗ bán rẻ Chỗ nào bán chất lượng thì người ta mua Chỗ nào bán kém chất lượng thì người ta bỏ đi Cái này gọi là quy luật cung cầu Còn là bây giờ là, là, là tự nhiên cái thằng bả chó khỉ chúa tể Cái thằng hôi chết mẹ nó tự xưng rằng là nó gì Nó có khả năng phân phối cho cả nền kinh tế Chúng ta lưu ý là nó vừa không có quyền Mà nó vừa không có khả năng nữa Vậy mà nó đòi làm Mình thấy nó xúc vật chưa Nó nói rằng là nó có thể mang lại hạnh phúc cho quần chúng nhân dân Tào lao Nó mà có thể mang lại hạnh phúc cho quần chúng nhân dân Bày đạt độc lập tự do hạnh phúc Sợ quần què Nó ở trong cái quần chúng nhân dân thì có Chứ đừng có nói mà nó đem lại hạnh phúc cho quần chúng nhân dân Nó ở trong cái quần chúng nhân dân Đồ thứ khốn nạn Đồ thứ xúc vật Nó còn ăn cắp cái cuốn thơ của người ta đó các bạn Cái cuốn thơ của người ta là gì Cái cuốn thơ của người ta là, là ở tù không Cuốn thơ của người ta là về vấn đề là ở tù đó các bạn đó, Nó ăn cắp của người ta à, nó mà nó hô nó đó đó đây là cuốn thơ của nó nó sợ quần què Cuốn thơ người ta viết năm 1932 Cái cuốn thơ mà mà ở tù đó các bạn Cuốn thơ đó là người ta ký tên là năm 1932 Trong khi là làm sao? Là nó năm 1943 Năm 1942 43 nó mới ở tù Năm 1942 43 nó mới ở tù Mà năm 1932 nó có tập thơ Nó đi ăn cắp cuốn thơ của người ta Nó nói đây là thơ của nó đó. Nhiều người hỏi nó phải thơ của mày thiệt không? Nó cười cười Nó không dám trả lời tại vì nếu mà nó trả lời nó gật đầu quá, thì sao nó gật đầu thì là coi như là nó là thuộc cái dòng thằng đạo văn à, cho nên nó cười cười thôi bắt đầu nó bia nó bia này kia nó kêu là tay chân bộ hạ coi như là cẩu nô tài bia cho nó đó là cuốn thơ của nó chứ thật sự đó là cuốn thơ nó ăn cắp của người ta trong đó có, có, có cái đoạn là gì có đoạn là là quần tinh ổng quẹt thướng thu sang à, quần tinh là cái gì quần tinh là cái quần nó dính tinh tại vì sao tại vì cái thằng này là cái thằng áo dâm cái thằng thằng này thằng già thằng già dịch thằng già áo dâm thằng già áo dâm này là nó 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 coi như là cái tinh của nó là nó chảy dính đại quần cho nên mới có câu là quần tinh ổn nguyệt thướng thu sang Đúng không chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng nên diện thu phong trận trận hàng đông phương bạch sắc vị thành hồng u ám tàn dư tạo nhất thông Nổn khí bao la toàn vũ trụ mà hành nhân thi hứng hốt da nồng đó không quần tinh mà quần tinh ổn nguyệt thướng thu sang thằng này là cái thằng áo dâm á cho nên tinh nó còn dính vô cái quần của nó đó các bạn kinh khủng cho thằng ông dâm thằng xúc vật đó thơ đi đạo của người ta trời ơi thơ đi đạo của người ta bài đặt bài đặt khâu thơ của mình trời ơi biết mẹ gì đâu làm thơ ở tù năm 1943 42 43 nó bị tưởng giáo thạch bắt nắm đầu nó bỏ vô tù à, mà nó nói rằng gì nó nói là nó sáng tác được cái cuốn thơ ở tù vậy là nó không lẽ nó biết trước được tương lai năm 1900 là bao nhiêu 32 nó ngồi nó sáng tác được là coi như là cuốn thơ rồi để cho để dành năm 1900 4, 4, 4, 4, 4 3, nó bị bắt tào lao cái thằng này là đúng là cái thằng lưu manh mà cái thằng bởi vì mình nói nó lưu manh không sai đâu thằng đó nó tên là thằng hôi chết mẹ đó à, nó bị tưởng giới thạch bắt là đúng xui là tưởng giới thạch chưa gõ đầu nó phải mà tưởng giới thạch mà gõ đầu nó thì coi như là là đất nước mà ở hình con lãi là đâu có đến nỗi khổ sở như vậy tại xui quá là tưởng giới thạch không có gõ đầu nó cho nó chết thấy không cho nên nó, nó còn sống sót nó mới mò nó mò cái 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 thay chó của nó về là đất nước hình con lãi để mà nó nó nó, nó hoành hành và nó nó tự xưng nó là gì nó tự xưng nó là thôi chết mẹ khỉ chúa tể khốn nạn cái thằng khốn nạn thấy không rồi bây giờ sao bây giờ từ khi mà nó xây dựng một cái thiên đường mù đuôi như vậy á thì bắt đầu gây ra những cái hậu quả gì bây giờ mình phân tích những cái hậu quả mà cái thằng xúc vật này á là, là nó nó đem cái tà thuyết này về đây nè cái hậu quả thứ nhất là những cái kẻ mà nắm cái quyền sản xuất tại vì nó nói rằng nó có cái quyền cũng như là nó nói rằng nó có cái khả năng sản xuất đó tà quyền á nó nói rằng nó có quyền và có khả năng sản xuất thế bây giờ nó nắm cái quyền sản xuất nha yeah. và khi nó nắm cái quyền sản xuất như vậy nó độc quyền sản xuất các bạn nó độc quyền sản xuất thì những cái sản phẩm của nó đâu có ra gì đâu các bạn thấy nè nó cung cấp cái gì nó cung cấp những cái sản phẩm vô cùng kém chất lượng nó nó cung cấp là 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 ví dụ như là xăng à, nó độc quyền về vấn đề xăng cái giá xăng ở trên thế giới thì người ta thấp dày còn giá xăng ở đất nước hình con lãi mà trong khi đất nước hình con lãi là nó xuất khẩu xăng nó tức là nó nó này nó tự cho nó có cái quyền là khai thác xăng dầu của là coi như quốc gia mà trong khi đây quốc gia là của toàn dân nếu có khai thác xăng dầu thì cái này phải chia cho toàn dân Và ở đây nó độc quyền nó ăn cướp nó ăn cướp trắng trợn tài nguyên thiên nhiên nó đi khai thác xong nó đi mà nó nó không chịu coi như là sản xuất được là xăng nó phải đi bán dầu thô nó bán cái nguyên liệu hóa thạch thô này nó bán ra cho nước ngoài Đó. nó bán cho nước ngoài xong thì bắt đầu là sao bắt đầu là nó mới đi nhập khẩu xăng về mà nó bán xăng với một cái giá rất là cao đã, nó cao hơn cái giá xăng trung bình của thế giới bởi vì nó độc quyền mà nó độc quyền về xăng, đã mà xăng của nó không phải xăng chất lượng gì đâu xăng nó xăng pha nó pha tầm lum hầm bà lằng cho đó đó rất là xạo rồi sao nó độc quyền cung cấp điện đó. trong khi bây giờ ở những cái nước văn minh đó, điện là sao ai muốn làm cũng được dân muốn làm cũng được đó. người dân nào có bản lĩnh thì người ta cung cấp điện có những cái quốc gia, những cái tư nhân người ta sản xuất ra cái năng lượng gọi là năng lượng điện từ gió, tức là gió đó không, gió thổi thì bắt đầu là nó làm quay cái cánh quạt, quay cánh quạt thì nó quay tua pin quay tua pin thì nó sản xuất ra điện. Đó, những cái hệ thống mà gọi là cái hệ thống điện như vậy đủ xài trong gia đình. Đó. đủ xài trong gia đình. Đó, thì chi khi mà người ta làm cái hệ thống điện mà đủ xài trong gia đình vậy thì rõ ràng rằng là người ta không phải sử dụng đến những cái điện khác. Đó, như vậy thì nó không có ô nhiễm môi trường tại vì năng lượng điện này sinh ra từ gió còn bây giờ ở cái đất nước hình con lãi này thằng nào mà ra mà sản xuất cái máy gọi là máy mà phát điện từ gió đi nó bắt nó bắt liền tại vì sao tại nếu mà mày mà sản xuất máy phát điện từ gió người dân người ta mua người dân người ta mua cái người ta sản xuất điện từ gió vậy người ta không xài điện của cả tà quyền nữa như vậy thì sao như vậy thì tà quyền là nó không có còn là độc quyền về điện nữa nó bắt à nhan thằng nào mà sản xuất điện từ gió nó bắt thằng nào mà sản xuất coi như là sản xuất điện từ rác có người cái ông kia ông sản xuất rồi nha cái máy này gọi là máy đốt rác đốt rác mà sinh ra điện là nó bắt ổng cuối cùng ông đó không phải qua bên nhật cũng tị nạn rồi cái ông kia ông sản xuất máy bay nó cũng độc quyền luôn nó nói mày không được sản xuất máy bay à nha máy bay này là để là là cái lũ đầu bò ốc chó tao làm tao tuy là đầu bò ốc chó không nhưng mà sao nhưng mà tao phải đập quyền máy bay mày sản xuất máy bay là mày đi qua campuchia mày ở đi còn ông này ông chạy qua bên campuchia ông tị nạn ông làm đại tướng bệnh Mày thấy tàu lao chưa đó vậy mà cái lũ đầu bò ốc chó cái lũ mà mặc mặc áo máu què đó mặc áo máu què cái lũ đó này nó vẫn khốn nạn nó vẫn đi bưng bô cho tàu quyền độc tài xúc vật cái lũ này cái lũ cầm thú mà cái lũ này không biết nó có cha có mẹ hay không hay cha mẹ của nó cũng là chó đẻ cha mẹ nó cũng xúc vật ông cố nội của nó là xúc vật thực cầm thú ông cố nội của nó cũng là xúc vật đó, cũng là khỉ trường sơn cất bó đó, cho nên nó đẻ ra là cái dòng họ nhà nó là cái thứ xúc vật mặc áo máu què đi lung ta lung tung ngoài đường đó, rồi nó độc quyền về điện, nó độc quyền về nước nữa, nước của người ta ở trên thế giới người ta sản xuất nước nó rất là sạch, nước chảy ra từ cái vòi là có thể uống được, còn trong khi cái nước của cái gì, cái nước của cái bọn tà què này nó tẩy bằng những cái chất độc, nó tẩy bằng hóa chất, đó. Cho nên sao cái nước này rất là kinh khủng Rất là kinh khủng Nước này chỉ nó Cái nước mà do tà quyền nó cung cấp chỉ sạch hơn nước cống mà thôi Chỉ sạch hơn nước cống thôi Chứ không thể uống được đương nhiên nó sạch hơn nước cống nó sạch hơn nước đáy Nhưng mà không có uống được Bạn thấy khủng khiếp chưa Tà quyền đầu tài xuất vật nó khốn nạn chưa Nó độc quyền cung cấp nước Đó mà cái công ty nước này sao? Nó bán 50, trên 50% nó bán cho cổ phần cho cái quốc gia hình đầu bò cho nên cái công ty cấp nước ở quốc gia hình con lãi này là sao à, Nó là gì Nó là thuộc là cái sự điều khiển cái Sự sở hữu của quốc gia hình đầu bò Bữa nào thằng đầu bò mà nó vui vui Nó bỏ mớ chất độc vô à, Là bắt đầu nguyên cái thành phố là coi như dùng nước đó là chết hết Mà thấy kinh khủng cho nó thao túng chưa Cái bọn tà quyền này nó chỉ là Xì tai sai thái thú Cho cái bọn tà quyền ở quốc gia hình đầu bò mà thôi Rồi bây giờ rác nữa Ở trên thế giới các bạn thấy cái xe rác ở trên thế giới không xe rác người ta đi cái ẻn qua bắt đầu tới cái máy tự động hết không có cần sức người nó bóc rác đó nó bỏ vô mà rác người ta phân loại hết rồi rác hữu cơ riêng rác vô cơ là riêng người ta phân loại hết rồi máy nó chỉ bóc nó bỏ vô thôi mà nó bỏ vô là kính bích luôn xe chạy ngang qua xe rác chạy ngang qua không rồi để lại mùi hôi còn bây giờ cái vấn đề mà mà thu gom rác ở quốc gia hình con lại các bạn thấy vô cùng kinh tởm chỉ riêng ở cái thành phố mang tên chó thôi tức là cái thành phố hôi chết mẹ đó thành phố hcm gọi là thành phố hôi chết mẹ đó thành phố mang tên chó đó các bạn thì riêng cái thành phố đó một ngày nó thảy ra là 8 tấn rác một ngày các bạn thảy ra 8 tấn rác hôi rình hôi rập những người đi thu gom này người ta thu gom bằng những cái công cụ những cái dụng cụ những chiếc xe vô cùng thô sơ và sau khi rác bỏ lên nó nước rác nhiễu lòng thòng lẩn thẩn và chiếc xe thô sơn này bắt đầu chạy qua chạy tới đâu nước rác nhiễu tới đó và chạy lòng thòng vậy nè nước rác nhiễu tùm lum và bắt đầu là xe rác chạy tới ngã tư xe rác dừng một cái cạch nước rác nhiễu cọc 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 những người dân hai bên đường bịt mũi gần chết luôn bạn thấy kinh khủng chưa cái chuyện này nó chỉ có thể xảy ra ở cái thiên đường xạo hết chỗ nói thôi tự xưng là thiên đường tự xưng là thiên đường các bạn nhưng mà còn hơn là cái địa ngục nó nói rằng nó xây dựng một cái thiên đường ở Trần gian Nhưng mà thật sự là gì? Thật sự nó chính là địa ngục nơi Trần Thế Nó không phải là thiên đường ở ở thế gian đâu Mà là địa ngục nơi Trần Thế đó các bạn Kinh khủng khiếp chưa? Đó là cái chuyện rác Rồi tới cái chuyện gì? Cầu đường Cầu đường nó cũng độc quyền đó Nó độc quyền làm cầu, độc quyền làm đường Nó tự nó giành hết và khi nó giành xong sao nó thắng thầu xong rồi sao nó đưa cho cái công ty quốc gia hình đầu bò làm cái đó con không làm nữa nó chỉ dành giật mà thôi nó dành giật sao để bắt đầu đưa cho công ty hình đầu bò nó bắt đầu nó rút bớt nó rút xuống thì công ty hình đầu bò là nó ở quốc gia hình đầu bò nó qua nó bắt đầu nó đấu thầu và nó làm và bị rút rẻ ngân sách cho nên cuối cùng nó làm là nó làm đâu có đàng hoàng đâu nó làm tàu lao nó làm cho mày sập cầu cho mày đi cho mày chết đó nó làm ra những cái cột điện mà trong đó là gọi là bê tông cốt tre cái cột điện này bên trong là không phải bằng sắt mà bên trong cây cột điện này là bằng tre Đó Chỉ có ở thiên đường xạo hết chỗ nói mà thôi Mới có cây cột điện mà nó mọc ra lá tre Nó mọc ra cành tre Nó mọc ra lá tre Mày mốt nó còn chỗ bông tre nữa Mày mốt nó còn chỗ bông nữa đó Bạn thấy khủng khiếp chưa Hả đây đây là do độc quyền nè đáng lẽ cái nền kinh tế người ta để cho tư nhân làm mà đằng này là kinh tế gì nó thâu tóm kinh tế gọi là nền kinh tế kế hoạch tập trung nền kinh tế này do súc vật quản lý súc vật này nó hoạch định từ trên xuống dưới để mà nó phá tan quan đất nước chứ không phải là xây dựng đất nước đó. mà bài đạt nó hô vì lợi ích xào hết chỗ nói đó. vì à, có như lý tưởng à, chó già vĩ đại sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng vì lợi ích đó không? vì lợi ích xào hết chỗ nói vì lý tưởng chó già vĩ đại đó. vì lý tưởng của thằng hôi chết mẹ vĩ đại đó. cho nên sao cho nên sẵn sàng sẵn sàng đó. rất là tầm sàm một cái nền kinh tế như vậy đó đó ta nói là, là hàng hóa của độc quyền hàng hóa độc quyền đúng không do tà quyền đó, nó làm ra là kém chất lượng thậm chí nó còn độc hại nữa vô cùng độc hại đó những sản phẩm vô cùng độc hại mà người dân phải chịu thôi phải xài thôi tại vì sao tại vì là chỉ có mình đó làm thôi cho nên cũng phải xài vô cùng độc hại là như vậy đó, đó là chúng ta nói rằng là những kẻ mà nắm quyền đạt sản xuất là những kẻ này nó bắt đầu nó khốn nạn đúng không rồi còn những kẻ mà nắm quyền phân phối thì sao những kẻ mà đó là sản xuất đúng không bây giờ tới bắt đầu là phân phối nè những kẻ mà nắm quyền phân phối là sao nó có khốn nạn không nó cũng khốn nạn nó ỷ cái thế đúng không nó ỷ cái thế mà nó ép cái người dân đó bây giờ nếu mày không nghe lời tao thì tao không phân phối cho mày đó cho nên mày phải nghe lời tao cho nên bây giờ sao? Người nào muốn được nó phân phối thì sao? Phải đưa hối lộ. Phải đưa hối lộ cho nó. Đó. Thì sao? Thì nó mới phân phối cho. mình nhớ nó độc quyền phân phối mà. Đó, cho nên người ta phải ship hàng. Ship hàng dài thòn này nè. Đó. Rồi thằng nào là, là chịu đưa hối lộ thì nó cho lên trên đầu. Còn thằng nào mà không đưa hối lộ thì ship hàng đi con. Đó. Ví dụ như cái giờ làm là 7 giờ làm. Đó, 12 giờ nghỉ. À, chiều 1 giờ làm, à, 4 giờ rưỡi nghỉ, nhưng mà sao không phải 7 giờ nó làm đâu, nó sáng ban sức dậy, không nó đi ảnh ảnh, nó đi uống cà phê, nó đi ăn hủ uh, tiếu, nó quần tối trưa khoảng 9 rưỡi 10 giờ nó bắt đầu nó mới vô, nó vô cái trụ sở của nó, không? nó gọi là cơ quan, nhưng mà thật sự ra đó là gì, đó là hang ổ của nó đó, nó vô cái hang ổ của nó, nó ngồi, nó chịm chệ, nó uống cà phê Thấy không người dân nào mà chịu đưa hối lộ thì nó cho vô gặp còn người nào mà không chịu đưa hối lộ thì xếp hàng đi con bữa nay nó làm việc đâu nó tiếp đâu ba bốn người xong nó hết giờ rồi bắt đầu nó đi nhậu không chiều khoảng 3-4 giờ đó, là bắt đầu nó mới vô Đã, nó hô nó đi công tác nó vô nó vô trễ xong bắt đầu là họ là nó vô nó gặp người dân đang xếp hàng nó nói là nó mới đi công tác Đã, xong bắt đầu nó tiếp vài ba người xong bắt đầu hết giờ cái mấy người nào mà xếp hàng mà dài dằng dặc phía sau nó đuổi về ngày mai vô gặp tiếp mà vô xếp hàng tiếp bạn thấy xúc giặt chưa đó cho nên sao những cái kẻ mà nắm quyền phân phối thì nó sẽ ỷ thế ép ngép người người nào mà chịu đưa hối lộ thì bắt đầu là nó phân phối cho còn không thì sao còn không thì là khỏi đi nhịn đi cho nên ở cái quốc gia mà xảo hết chỗ nói này nè quốc gia hình con lãi thì sao là tham nhũng nó đứng đứng đầu thế giới những quốc gia nào à, mà nó đi theo cái tà thiết của con heo già này mà nó tự xưng nó là thiên đường xạo hết chỗ nói là những cái quốc gia đó đó là nó có cái tham nhũng là đứng đầu thế giới các bạn lên mạng các bạn sạc đi à, danh sách những cái quốc gia mà có tham nhũng nhất thế giới là các bạn thấy trong đó có quốc gia hình con lãi mà thấy khủng khiếp chưa à, thì bây giờ cái hậu quả à, của những cái quốc gia nào mà đi theo tà thiết của con heo già này nó còn nhiều lắm nhưng mà do cái tấm bảng này nó hết rồi đó cho nên bây giờ á, mình tạm ngưng đúng không rồi bắt đầu là mình bôi bản rồi bắt đầu mình sẽ nói tiếp sau nha? rồi chúng ta nói tiếp những cái à, hậu quả mà do cái băng đảng cướp sạch nó gây ra ở trên đất nước hình con lãi đó à, thì là à, chẳng những cái à, bè lũ cai trị ở đất nước hình con lãi à, chẳng những cái à, lũ tay sai cái bè lũ tay sai thấy không à, rồi à, cái, cái đám cẩu nô tài cái, cái lũ tay sai còn gọi là cẩu nô tài đó chẳng những cái đám khốn nạn này thấy không nó đã đánh mất lương tri đánh mất đạo đức đó. chẳng những chúng nó là cái lỗ khốn nạn mà nó còn làm cho người dân ở đất nước hình con lễ cũng khốn nạn luôn người dân họ cũng khốn nạn luôn họ cũng mất đánh mất lương tri luôn họ cũng không còn đạo đức nữa bởi vì sao bởi vì là cái người dân thì đương nhiên là ngày xưa người dân họ cũng là những trẻ em những trẻ em này đi vào trong cái trại nhồi sọ do tà quyền độc tài xúc vật nó 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 xây ra nó tạo ra cái trại nhồi sọ này à, bắt đầu nó kêu những trẻ em này là học nói dối học nói dối không à, ví dụ như là à, bắt trẻ em phải hát những cái bài hát mà thật sự là à, chúng à, trong lòng chúng không nghĩ như vậy ví dụ như là đem đi qua em mơ gặp hôi chết mẹ à, cái thằng hôi chết mẹ này à, nó à, nó già và râu tóc nó bạc phơ không à, rồi em à, vui vui quá hung lên má chó không à, à, chó à, mỉm cười chó khen em ngoan đó thì nó bắt là thà là, là những trẻ em này á là phải nói dối là phải nói rằng là đêm qua mơ gặp con con chó đúng không mà thật sự là trẻ em không hề gặp con chó đó như vậy thì trẻ em này đã học đã dối trá học quần đó, từ ngay từ lúc còn nhỏ đã và chính vì vậy sau này lớn lên thì những trẻ em này sẽ đó là ban đầu mà biết nói dối không còn nhỏ mà biết nói dối thì lớn lên thành súc vật cho nên sao Nhưng những trẻ em này khi thành người trưởng thành thì những trẻ em này là cũng rất là lưu manh đó cho nên cái người dân á, ở quốc gia hành con lẻ họ họ không còn đạo đức họ không còn lương tri nữa những người dân này họ không có thương yêu nhau đâu họ không thương yêu nhau họ rất là ghét nhau họ thờ ơ vô cảm họ thấy tai nạn họ bỏ đi chứ họ không bao giờ lợi cứu Đó họ không bao giờ lợi cứu mà nếu như họ có cứu thì cái người nhà mà được cứu đó người nhà người thân của nạn nhân đó người nhà nạn nhân đó, sẽ đánh họ Đó cho nên sao cho nên là là là, là, là họ thờ ơ vô cảm Đã. bởi vì nếu mà họ cứu thì sao họ cứu thì họ sẽ bị đánh đó, cho nên sao cho nên là là người dân họ không còn thương yêu nhau họ không còn tin tưởng nhau đó, họ mặc kệ họ mặc kệ mà chết ai chết kệ ai đó, và tà quyền độc tài xúc vật nó cướp đất của người a thì người b là người hàng xóm mặc kệ kệ mẹ mày nó cướp đất của mày chứ không phải cướp đất của tao đó, rồi sao rồi mày ung thư à mày ung thư chứ tao chưa ung thư đó, mày ăn phải đồ độc đó, của là có như tà quyền nó tạo ra của quốc gia hình đầu bò nó tạo ra mày ung thư chứ tao chưa ung thư đó. đó trời kêu ai nói dạ phải không đó, trời kêu mày thì mày dạ phải không chưa kêu tao đó cho nên sao đó, cho nên là tao cứ à, thờ ơ tao cứ vô cảm ha mày ung thư mày chết kệ mày phải không người dân chết kệ dân người nào còn sống thì người đó cũng thờ ơ vô cảm còn người nào á mà bị ung thư bị ung thư rồi đúng không cũng có làm được cái gì đâu có tức cũng làm được cái gì đâu ung thư rồi mà đúng không đó nên người dân họ bắt đầu là họ không còn đạo đức họ không còn lương tri nữa họ ghét nhau dữ lắm họ rất là ghét nhau người này nổi tiếng phải không là bắt đầu là họ ghét họ đố kỵ thôi phải không Ví dụ như có cái cô này cô kia phải không bắt đầu là lên trên mạng bắt đầu là 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 nổi tiếng bán hàng thì bây giờ sao bây giờ là chúng ghét À, chúng ghét à, chứ họ, họ họ ghét nhau phải không rồi họ thậm chí họ còn hại nhau nữa phải không họ còn hại nhau nữa họ lên họ chửi nhau à, hoặc là họ hãm hại nhau rất là khủng khiếp, thấy không rồi họ à, cướp của nhau nữa, thấy không họ cướp của họ ở đất nước mà hình à, con lãi thì cái gì cướp nó rất là tràn lan, để chỉ cần để chiếc xe thôi, chiếc xe thôi, thấy không? ở nước nước văn minh thì người ta đi xe hơi, còn ở đất nước mà do tà quyền độc tài xúc vật băng đảng cướp sạch Khỉ trường sơn cất bó nó cai trị đó, thì đất nước đó người ta không có đi xe hơi nhiều, mà chủ yếu là người ta đi xe xe hai bánh, xe gắn máy, không xe mô tô đó, chủ yếu là tại vì người ta không có tiền người ta mua nổi xe hơi mặc dù là xe hơi ở cái quốc gia văn minh nó rất là rẻ đó rất là rẻ phải không ai cũng mua được rau á nhưng mà khi đem chiếc xe đó mà nhập về không nhập khẩu về cái quốc gia hình con lãi thì tài quyền độc tài xúc vật đánh thuế lên ba trăm phần đến tổng cộng các loại thuế phí và lợi phí là lên ba trăm phần quá mắc đi cho nên người ta không có mua nổi nó khốn nạn là như vậy người ta không có mua nổi luôn đó cho nên bây giờ ở cái quốc gia hành con lãi người ta đi xe gắn máy xe hai bánh rất là nhiều à, rồi sao vừa để chiếc xe đó ngó qua ngó lại là, là bị ăn cướp mất mẹ rồi thấy không ăn cướp liền tại chỗ nó ăn cướp rất là nhanh và nó cái thủ thực ăn cướp cái thủ thực bẻ khóa xe nó vô cùng là nhanh nhanh gọn và bây giờ bắt đầu lên kêu cái thằng gọi là cái thằng côn đồ ăn nó nói là bảo ờ anh ơi xe em là bị ăn cướp rồi thì thằng côn đồ ăn nó không có thèm trả lời đâu cướp kệ mẹ mày À, xe mày mày không chịu giữ nó ăn cốp là kệ mày nhưng mà nó bây giờ anh lấy lại xe cho em đi nếu mà anh lấy lại xe cho em á chiều em em chia cho anh năm chiếc xe đúng không à, chỉ cần anh lấy lại chiếc xe cho em là anh em, em, em thưởng cho anh là năm chiếc xe liền lập tức chiều hôm đó cái thằng côn đồ ăn nó dẫn chiếc xe về cho bạn liền nó dẫn chiếc xe về cho bạn liền là tại vì sao thực sự ra là không phải cái thằng côn đồ ăn nó lấy nhưng mà sao nhưng mà là do là cái đám du đảng cái đám mà du côn cái đám khốn nạn nó lấy đúng không nhưng mà cái đám đó là sao cái đám đó là nó được bảo kê bởi côn đồ ăn tức là côn đồ ăn bảo kê cho cái đám đó đúng không và côn đồ ăn nó biết rằng cái đám này ở đâu sinh hoạt như thế nào rồi sinh hoạt tư thế nào đúng không đó rồi sao rồi là sống ở đâu hả? À, làm cái gì là nó biết hết luôn nó nắm luôn nắm nguyên cái già phả luôn đó nhưng mà sao nó cố tình nó để cho làm làm sao bởi vì bán được lấy tiền chia đôi nó à, ăn cướp được lấy tiền chia đôi Đó. À, còn nếu mà sao còn nếu mà 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 à, cái người chủ xe đó mà người ta mất người ta nói vậy đó thì bắt đầu chiều nó dẫn chiếc xe về nó lấy nơi 50 phần là sao và sau mà 50 đó thì sao nó đem lại nó chia cho cái thằng mặt gọi là cái thằng ăn cướp đó, đó à, nó chia 50 50 với thằng ăn cướp nữa coi như là côn đồ ăn bỏ túi là coi như 25 ăn cướp 25 còn cái người mất xe thì coi như là họ mất 50% và 50% đó chảy vô túi một nửa là của côn đồ ăn và một nửa là chảy vô cái thằng côn đồ ăn cướp. Đấy, các bạn thấy rõ ràng chưa? Đó là người dân họ không có thương yêu nhau, nọ ăn cướp của nhau mà họ cấu kết với tài quyền độc tài xúc vật cấu kết với côn đồ ăn để mà ăn cướp của dân. Rồi họ là dẫm đạp lên nhau để mà họ họ họ, họ, họ sống nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ có một cái người nào đó mà họ lái xe tải đúng không? họ bị đổ đồ đổ hàng ra ngoài đường là thay vì đối với ở quốc gia văn minh người dân họ sẽ vào vô họ giúp đỡ họ giúp đỡ đúng không? nhưng mà sao không có đâu ở quốc gia hình con lãi này họ là dưới sự cai trị của là bả chó khỉ chúa tể cai trị bởi là thằng hôi chết mẹ thì nó đã đầu độc cái, cái cái tâm hồn của quần chúng nhân dân làm cho quần chúng nhân dân họ không còn lương tâm họ không còn đạo đức nữa họ không thương yêu nhau nữa họ giẫm đạp lên nhau để mà sống thì bắt đầu họ thấy của rau như vậy họ bay ra bắt đầu là họ lụm họ đem về đó. Và tài xế chỉ có đứng khóc mà thôi Tài xế không thể nào ngăn cản được Bởi vì sao? Hàng trăm người, hàng ngàn người đổ ra để mà hôi của Như vậy thì tài xế không thể làm gì được cả Không lẽ bây giờ tài xế giác dao ra chém? Cũng đâu có được đâu Đó. Cho nên tài xế chỉ có ngồi khóc mà thôi Đó Và như vậy thì sao là Là cái đám dân lưu manh cung đồ khốn nạn xúc vật này bắt đầu sao? Bắt đầu là nó, nó, nó sao? Nó, nó là hôi của Đó. Nó hôi của Đó đó là như vậy người dân họ khốn nạn tại sao người dân họ khốn nạn họ không họ khốn nạn cũng tại do tà quyền người dân họ khốn nạn với nhau họ ác độc với nhau họ tàn nhẫn với nhau cũng tại do băng đảng cướp sạch cũng tại do cái thằng hôi chết mẹ mà ra cho nên người đời người ta nguyền rủa người dân á, ở cái đất nước gọi là hình con lãi có những người người ta nhận ra sự thật người ta nguyền rủa cái thằng hôi chết mẹ người ta chửi cha mắng mẹ cái thằng hôi chết mẹ cũng là đúng thôi đó vì người ta quá hận nó đi bởi vì chính cái thằng hôi chết mẹ là cái thằng mà khốn nạn suốt vật nó thằng nó nó khệ nệ nó bưng cái tà thiết của con heo già nó bưng bô nó bưng cái tà thiết của cái con lê khỉ chúa tẩy và đem về để mà coi như là đọa đầy cái dân tộc ở quốc gia hành ngon đó, cho nên người ta nguyên rửa cái thằng hôi chết mẹ là cũng phải thôi đó. rồi tiếp tục có lại gì là người dân họ thậm chí người dân họ giết nhau nữa họ giết nhau đó Ví dụ như cái thằng này đi ăn trộm chó đúng không cái thằng này đi ăn trộm chó đó. thì bắt đầu làm sao bắt đầu là người dân họ để họ ra họ đập cái thằng trộm chó họ đập cho thằng trộm chó cho tới chết Đà. bản thân thằng trộm chó nó cũng không có vừa dỗi gì đâu thằng trộm chó này nó cũng rất là khốn nạn thằng trộm chó này nó cấu kết với tà quyền các bạn cái thằng trộm chó này thật ra nó cấu kết với tà quyền bởi vì tà quyền dung dưỡng cho nó cho nên nó mới đi trộm chó hoài như vậy được chứ nếu mà tà quyền mà muốn bắt nó thì đã bắt lâu rồi rồi cái thằng trộm chó mà làm sao mà không bắt được Tạ Quyền nó không muốn bắt là bởi vì sao bắt được con chó không bán được một triệu bả chó tệ bán được một triệu bả chó tệ thì chia thằng côn đồ an năm năm trăm ngàn bả chó tệ và và cái thằng trộm chó được năm trăm ngàn bả chó tệ Đó, cho nên là cái thằng trộm chó này nó được bảo kê bởi côn đồ an và người dân họ không nhìn ra sự thật họ chỉ cần biết ờ à, mày bắt chó tao thì tao đập mày thôi cho nên người dân họ đập cái thằng trộm chó mà thằng trộm chó thì nó cũng ráng cố gắng để mà chạy thoát thân bởi vì nếu mà nó bị bắt lợi người dân họ đập nó chết cho nên nó phải đem theo gọi là súng roi điện Để mà nếu mà người dân mà bắt nó được nó Thì nó bắt đầu nó phóng roi điện ra Nó bắn ra Hoặc là nó đem dao găm ra Nó chém lộn xạ Nó không cần biết Để mà nó thoát thân Đó Thì cái đám côn đồ ăn đó, thì nó bắt đầu nó ngồi nó nhịp dò Nếu như mà chết thì cái thằng trộm chó chết Không sao hết còn nếu mà sống thì cái thằng trộm chó sẽ đem chia tiền cho nó Cho nên nó cứ bảo kê, nó cứ là dung dưỡng cho trộm chó cứ tiếp tục trộm tất cả cũng nguyên nhân là do côn đồ ăn do cái tà quyền độc tài mà nó gây ra mà thôi người dân họ giết nhau cũng do là côn đồ ăn rồi các bạn thấy người dân ở quốc gia hình con lãi họ đi ra nước ngoài thì bắt đầu cũng dở cái thói lưu manh côn đồ dở cái thói gọi là cái thói ăn trộm ăn cướp cái thói mà gọi là vô đạo đức mất lương tri cái thói mà mọi rợ ở trong khỉ trường sơn trong rừng trường sơn cất bó cái thói mọi rợ ở trong rừng trong rú ăn cắm suốt cắm heo cái thói mọi rợ đó là cái gì cái thói mọi rợ là sống không có văn hóa họ đi ra nước ngoài họ ăn cấp đồ À, họ ăn cấp đồ làm cho đất nước nhật à, khi mà người ta nghe tới nhất là nhân dân ở quốc gia hình con lãi mà qua một là du học sinh qua họ cũng ngán ngẩm lắc đầu mà nếu mà người mà đi qua mà để mà lao động ở đất nước nhật họ cũng ngán ngẩm lắc đầu à, và họ ghi bằng tiếng của quốc gia hình con lãi ta gọi là lãi quốc ngữ à, cái chữ lãi cái chữ mà lãi quốc ngữ đó chữ quốc ngữ của đất nước hình con lãi đó họ ghi bằng tiếng đó Là vui lòng đừng có ăn cấp chúng tôi có gắn nhiều camera đó, mà sao họ không ghi bằng tiếng Nhật? Họ không ghi bằng tiếng Hàn, họ không ghi bằng tiếng Anh, họ không ghi bằng là cái thứ tiếng khác. Đó. mà họ ghi bằng cái thứ tiếng của quốc gia hình con lại. Chúng tôi có gắn camera, xin vui lòng đừng có ăn cắp. Bạn thấy nhục nhã chưa? Đó. Thì tại sao người dân ở quốc gia hình con lại họ làm những cái hành động khó coi như vậy, những hành động mất văn hóa như vậy, những hành động này là tội phạm. Là cũng tại vì cái bọn tà quyền độc tài súc vật đó, là tại vì sống chiến đấu học tập đó. và sao ấu dâm như cái tấm gương của cái thằng gọi là cái thằng à, là là, hôi chết mẹ đó. cũng vì người dân họ học tập theo cái tấm gương của thằng hôi chết mẹ đó cho nên sao cho nên là họ mới đi ra nước ngoài họ ăn cắp đó tại vì cái thằng hôi chết mẹ này nó đi ra nước ngoài nó bú mờm không nó qua nó bú mờm mấy trẻ em nó thậm chí nó bú mờm một cái thằng gọi là cái thằng mà 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 thằng thằng già thằng già thằng già, thằng già dâm đảng thằng già xúc vật ở bên cái quốc gia hình đầu bò cho nên là người dân họ đi học theo cái thối cái thối của thằng 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 bả chó này nè thằng hôi chết mẹ nè cho nên bây giờ họ thành ra những cái con người mà nó không còn lương tri nó không còn đạo đức nữa cái mặt của nó là gọi là mặt dày luôn rồi không còn là con người nữa đi ăn cắp mà qua nước ngoài ăn cắp nó mới nhục chứ rồi người dân ở quốc gia hình con lãi này họ còn cái chiêu nữa là là đầu độc nhau họ đầu độc nhau đó bây giờ chỉ cần một cái bó rau muống ha cái bó rau muống mà cắt rồi nha cắt rồi đó bó lợi rồi cắt rồi chuẩn bị đem ra chợ bán Ví dụ như nó dài một một gang tay thì bắt đầu là ngâm cái quá chất quá chất này là được làm là là từ cái quốc gia hình đầu bò nó mới đầu độc qua nó đem nó trây trét cái, cái quá chất này ra chỉ cần bỏ cái quá chất nó vô trong một cái thau bắt đầu lấy cái bó rau muống dài một gang tay nha để vô ngâm vô à, sáng ngày hôm sau chỉ khoảng khoảng tầm 14 tiếng đồng hồ thôi tới sáng ngày hôm sau đem ra là cái bó rau muống này nó dài hai tấc hai gang tức là ban đầu nó một gang thấy không chỉ cần ngâm 14 tiếng đồng hồ sau nó thành hai gan tay ngâm vô cái nước quá chất đó đó người ta đã thí nghiệm đối với rau muống đối với mồng tơi đối với rau dền rau ngót đó chỉ cần ngâm vô thôi là cái lá rau muống nó bự trà bá lên nó dài ra mồng tơi cái lá mồng tơi nó cũng bự trà bá lên nó cũng cũng dài ra vô cùng độc hại như vậy đó như ăn cái người dân ăn cái đó vô là thật là ung thư là ung thư đó và toàn bộ người dân ở quốc gia hình con lãi sẽ xuống hố cả nút à, xuống hố cả nút đúng không xuống hố cả nước luôn gọi là ít à, à, xuống hố cả nước luôn vì tất cả đều sẽ là ung thư và cái người họ bán rau như vậy đó các bạn thì khi họ bán rau á, thì bắt đầu là là họ trồng à, họ để riêng một cái lối rau một cái lúa rau để họ ăn còn những cái lúa rau mà họ phun quá chất á, thì họ để họ bán cho người khác ăn họ đâu có thương yêu nhau đâu cho mày ăn mày chết kệ mày tao ăn cái luống rau nhà tao hả à. nhưng mà sau đó là họ trồng rau muống còn thằng kia thì nó trồng rau dền thằng kia nó trồng rau dền nó cũng nghĩ vậy đó tao á, trồng rau dền tao bán bán cho mày mày trồng rau muống tao mua rau muống, tao mua rau muống của mày tao mua rau muống dơ của mày tao ăn nhưng mà tao cũng bán rau dền độc hại cho mày ăn hả tao mặc dù là tao mua rau muống độc hại của mày tao ăn nhưng mà sao nhưng mà tao ăn rau dền sạch tao trồng Còn tao bán rau dền độc hại cho mày ăn cho mày chết cha mày luôn Thì gần cái người dân ở quốc gia hình con lãi này họ đầu độc họ đen đầu độc nhau Họ tưởng đâu họ giỏi Họ tưởng đâu họ thông minh Họ tưởng đâu họ đầu độc người khác nhưng mà họ không sao hết Họ tưởng vậy đó Bây giờ họ trồng rau muống chẳng lẽ họ không ăn thịt heo Cái người nuôi heo họ cũng vậy đó Bây giờ tao nuôi 10 con heo chín con heo tao bán còn con heo thứ 10 tao ăn cho nên con heo thứ 10 tao nuôi đó nó nuôi đàn hoàng nó nhỏ xíu vậy nè nhưng mà tao ăn thịt nó là thịt đàn hoàng còn chính cái con heo kia tao chích thuốc cho nó bự trà bá lên đó mày ăn do mày ung thư ráng chịu ai ung thư tao không cần biết miễn nhà tao ăn con heo ngon là được rồi nhưng mà sao cái thằng nuôi heo này nó quên rằng nó phải ăn rau muống và nó bắt đầu nó đi mua rau muống đó rồi nó cũng đi mua rau dền và nó mua rau muống độc nó mua rau dền độc À, cho nên sao cho nên những người dân này sao mặc dầu họ là họ tự làm đồ sạch họ ăn nhưng mà đâu phải họ chỉ ăn hoài có món rau muống họ đâu phải họ chỉ ăn hoài có món thịt heo đó. họ cũng phải ăn những cái món khác và chính những người dân này họ đang đầu độc nhau và họ sẽ chết chết cùng nhau chết cùng nhau ung thư và họ sẽ xuống hố cả nước luôn. đó cho nên những người nào mà đang bệnh ung thư thì vui lòng nó lên là trên mạng sợ gọi là thực dưỡng Thấy không thực dưỡng thầy Tuấn Ngọc À, mình có ra giảng một số cái bài à, để nói về cái phương pháp ăn uống để phòng ngừa cũng như là đẩy lùi bệnh tật nhắc lại à, các bạn à, là nghiên cứu về cái phương pháp thực dưỡng còn bạn nào không biết nhắn tin cho mình mình sẽ gửi link cho à, là phương pháp thực dưỡng ở thầy Tuấn Ngọc giảng không theo cái à, phương pháp của ông bác sĩ Sinh gia đó là phương pháp ăn uống để phòng ngừa và đẩy lùi bệnh ung thư phòng ngừa và đẩy lùi bệnh tiểu đường phòng ngừa và đẩy lùi những cái bệnh nan y những cái bệnh nguy hiểm khác đã rồi bây giờ đó là sau khi mà nó sẽ đó đi theo cái tà thiết của con heo già đúng không sau khi đi theo cái tà thiết của con heo già thì bắt đầu sao bắt đầu là có những cái hậu quả vô cùng khủng khiếp và đất nước vô cùng tan quang thế thì cái bọn khỉ trường sơn cứ bó cái lũ bè lũ cai trị và tai sai nó bắt đầu nó mới nguy biện thì nó quỵ biện gì nó nói là, à, là tại vì như thế này là đất nước ta là đó là, là bị chiến tranh tàn phá à, đất nước ta chỉ mới thoát khỏi chiến tranh gần đây thôi à, thật sự là có những nước họ chỉ mới thoát khỏi chiến tranh có 20 năm thôi các bạn họ chỉ mới thoát khỏi chiến tranh có 20 năm thôi tính đến năm 2018 họ chỉ mới thoát khỏi chiến tranh chỉ có 20 năm thậm chí có dài có chừng là khoảng mười mấy năm thôi nhưng mà sao họ đi theo cái con đường là con đường dân chủ, họ đi theo cái con đường gọi là tôn trọng cái cái quyền gọi là cái chủ nghĩa cá nhân, họ tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân, tôn trọng cái chủ nghĩa phóng khoáng. Cho nên họ xây dựng đất nước rất là nhanh và đất nước họ là ngày càng trở nên giàu có vô cùng nhanh. Đó là họ đi theo cái con đường dân chủ, đi theo con đường đúng đắn. Còn đối với các quốc gia tà quyền độc tài súc vật đó là sau khi cái bè lũ khỉ trường sơn cất bó nó lên cai trị hơn 40 năm trời hơn 40 năm trời các bạn vậy mà sao à, vậy mà cái đất nước à, gọi là à, hình con lãi vẫn không thể nào phát triển được không chịu phát triển à, và vô cùng nghèo đói những cái thằng cai trị này nó đi qua nước ngoài bắt đầu nó ngửa tay nó xin tiền như một cái lạc cái con chó ăn mài ngửa tay nó xin tiền mà phải chi nó xin tiền về nó cho dân á, thì cũng cảm ơn nó đi nó chịu nhục nhưng mà dân nó được sướng thì cũng cảm ơn nó đi Hồi này nó xin tiền về nó bỏ túi riêng các bạn thấy nó xúc giật chưa có cái thằng này nó tên là thằng heo niễn thằng heo niễn này đi qua Úc bắt đầu là nó bắt đầu ban đầu là nó nó ngồi nó ngủ nó nó ngủ gục tại vì người ta nói tiếng anh nó không hiểu thì nó ngủ gục ngủ gục sau đó nó bắt đầu nó ngủ ngửa thì cái thằng mà heo niễn này là thằng liễu vậy là thằng xúc giật nó đi ra nước ngoài nó xin tiền người ta không cho nó bắt đầu nó vô nó trong cái hội nghị á nó chán nản quá nó ngủ bạn thấy nó súc giật chưa đó như vậy sao tối ngày nó đổ thừa là chiến tranh tàn phá Nhưng mà thật sự là sao Không phải chiến tranh tàn phá mà chính khỉ trường sơn cứt bó nó phá Chính là cái thằng hôi chết mẹ nó phá Chính là cái bọn băng đảng cướp sạch nó phá Chứ không phải là chiến tranh tàn phá các bạn rồi bắt đầu nó là tiếp tục nó ngụy biện nó nói những cái lời rất là hoa mỹ rất là đẹp đẽ mặc dầu là sao mặc dầu là cái đất nước nó vô cùng tan nát nhưng mà nó nói những lời vô cùng hoa mỹ vô cùng đẹp đẽ nó treo băng rôn khẩu hiệu biểu ngữ cổng chào đó. Băng rôn khẩu hiệu biểu ngữ cổng chào đầy hết Những lời lẽ vô cùng hoa mỹ Vô cùng đẹp đẽ đó gì Của dân do dân vì dân Nó xạo quần què Cái câu của dân do dân vì dân này là của tổng thống Mỹ Bắt trước nó đem về Bắt trước đem về nó đâu có hiểu câu của dân do dân vì dân là cái gì đâu Bắt đầu nó cũng đem về Nó treo băng rôn biểu hữu biểu ngữ khẩu hiệu cổng chào đeo đầy hết ráo Đó Làm như là câu này nó phát minh ra vậy đó Nhưng mà sao nó nói một đằng nó làm một nẻo Làm gì là của dân do dân vì dân Nó ăn cướp hết rồi đó người dân đâu có bầu cử ra cái lũ xúc vật này đâu mà nó hồ là cái gì nó hô của dân cái đám này không phải là cái đám mà do dân người ta bầu ra đám này là cái đám xúc vật ở trong rừng trong rú ăn cắm sú cắm heo nó nhảy lên nó cướp chính quyền và chính lũ chúng nó cũng thừa nhận là lũ chúng nó đã cướp chính quyền chứ không có người dân nào bầu hết ráo cho nên đây không phải là do dân chúng không phải là do dân bầu mà chúng là sao chúng là những kẻ ăn cướp ở trong rừng trong rú nhảy ra cai trị người dân chứ không phải là do dân đã, và chúng không hề phục vụ nhân dân nó nói là nó vì dân nhưng mà thật sự nó không hề phục vụ nhân dân nó chỉ ăn cướp của dân mà thôi nó sợ quần què nó thôi nó là đầy tớ của dân nhưng mà nó không phải đầy tớ đó nó là lũ súc vật lũ ăn cướp mà tự xưng mình là đầy tớ của dân rồi nó còn viết những câu vô cùng là coi như hoa mỹ vì nước quên thân vì dân vụ phục vụ sợ quần què nó mà vì nước quên thân nó vì cái bản thân nó nó vì gia đình nó vì con cái nó vì vợ nó nó vì vợ bé của nó Hả? Đó vì con rơi con rớt của nó chứ làm gì mà nó mà vì nước quên thân vì dân phục vụ Hả? nó chỉ vì nó mà thôi chứ không hề nó vì dân Hả? người dân nào mà còn tin theo nó là nó những người dân ngu những người dân ngục những người ăn ruột cuồng rùa uống nước đường mương mới đi tin nó đó gì nó hô độc lập tự do hạnh phúc nó nói đất nước độc lập thì đất nước nó sẽ có là người dân sẽ có tự do tức là đất nước độc lập người dân sẽ có tự do và khi người dân có tự do rồi thì người dân sẽ hạnh phúc xạo quần đó đó chỉ là cái khẩu hiệu tào lao của nó thôi đó độc lập tự do hạnh phúc đúng không ăn cắp cái câu của một cái thằng cha ở bên là bốt gia hình đầu bò đó cái câu này cái câu này là của một thằng cha mà bên là bốt gia hình đầu bò nè độc lập tự do hạnh phúc nè đó chủ nghĩa tam dân nè có là coi như là cái thằng mà thằng cha này ở bên là nước hình đầu bò nói nè bài đặt ăn cấp ra cái câu này là câu cũng ăn cắp không câu là gì của dân do dân vì dân cũng ăn cắp của tổng thống mỹ rồi độc lập tự do hạnh phúc của cũng ăn cắp của cái thằng cha mà chủ nghĩa tam dân ở quốc gia hình đầu bò toàn là xúc vật không đó rồi gì à, dễ vạn lần không dân cũng chịu khó à, vạn lần dân liệu cũng xong xảo quần què đó dễ vạn lần không dân cũng chịu nó giả bộ nó nịnh dân nó ăn cướp của dân đè đầu gỡ cổ nhân dân đó nhưng mà nó giả, bộ nó nịnh nó hồ dân giỏi lắm dễ vạn lần mà không dân cũng chịu à nha đó khó vạn lần mà dân liệu cũng xong mà sầu quần đồ thứ xúc vật rồi gì nữa à, rồi gì à, nó là gì nó là tà quyền xúc sinh đúng không tà quyền xúc sinh nhưng mà nó không tự nó nhận nó là tà quyền xúc sinh đâu nó nói là gì nó nói là nó là chính quyền nhân dân nó hồ nó là chính quyền nhân dân mà thật sự ra gì nó chính là tà quyền xúc sinh rồi gì nữa nó nói nó là quỷ ban nhân dân, không? quỷ ban nhân dân xạo, nó phải quỷ ban nhân dân nó là quỷ hút máu dân quỷ hút máu dân mà tự xưng là quỷ ban nhân dân rồi gì du khống nhân dân du khống nhân dân mà tự xưng là tòa án nhân dân Thấy không mà thật ra là cái gì đó du khống nhân dân nó bắt người ta nó du khống người ta là địa chủ ác phải không nó du khống người ta là tư sản mại bản xong nó lợi nó quánh người ta nó giết người ta nó ăn cắp ăn cướp Thấy không nó đấu tố người ta nó hồ người ta địa chủ địa chủ ác ôn bắt đầu nó giết người ta ăn cướp Thấy không mà nó hồ nó là tòa án nhân dân xây xạo nó phải tòa án nhân dân này là du khống nhân dân nó du khống người ta là gì nó du khống người ta là địa chủ nó du khống người ta là tư sản mại bản lấy du khống người ta là bóc lột à để nó ăn cướp chứ tòa án gì mà tòa án à, nó là cái thứ là côn đồ súc sinh mà tự xưng mình là gì là công an nhân dân công an nhân dân xạo nó là côn đồ súc sinh chứ không phải là công an nhân dân đâu côn đồ súc vật không Rõ gì là băng đảng Băng đảng quỷ đỏ Thì tự xưng là gì hội đồng nhân dân Cái gì cũng gắn chữ nhân dân Gắn nhân dân vô làm coi Làm làm chi vậy Gắn vô ông nội mày á Mày gắn vô ông nội mẹ mày á Tự nhiên cái là cái thiện nhân dân Chính quyền nhân dân Quỷ ban nhân dân để gì tòa án nhân dân Nhân dân cứ bà nội mẹ mày Thấy không Nhân dân đâu đây Nhân dân nào bầu mày ra Không có nhân dân nào bầu mày ra hết á Mày là cái thứ ăn cướp Cái thứ quỷ cái thứ mà gọi là cái thứ mà mà khỉ đích đỏ khỉ cứt bó ăn cướp của dân bày đặt gắn vô nhân dân không có nhân dân nào bầu cái lũ khỉ này ra hết băng đảng quỷ đỏ tự xưng là hội đồng nhân dân xạo không rồi gì cái thứ sâu dân mọt nước không sâu dân mọt nước mà tự xưng là gì đầy tớ nhân dân trời ơi nó mà đầy tớ hồi nào nó là cái thứ sâu dân mọt nước cái thứ ăn cướp cái thứ là cái thứ cái thứ điếm thúi cái thứ điếm lường cái thứ mà học theo cái tấm gương đó là 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 của là gọi là thằng hôi chết mẹ con cháu của thằng hôi chết mẹ xúc vật. mà tự xưng là đầy tớ nhân dân như vậy thì cái à, thiên đường mù à, xạo hết chỗ nói nó đã được à, xây dựng nên từ cái sự dối trá à, và bất cứ cái tên tai sai nào à, bất cứ cái tên cẩu nô tài nào mà nó leo lên được một cái chức vụ nào đó à, cũng tương đối là cao cao đó à, thì cái tên cẩu nâu tài đó à, thứ nhất là bản thân nó không cũng sẽ tự nhận ra cái sự dối trá à, à, của cái tà quyền độc tài xúc vật bản thân nó cũng sẽ tự nhận ra à, khi mà nó leo lên một cái chức vụ nào đó có thể là hồi xưa à, à, nó là gì nó là đoàn viên à, đoàn thanh niên à, xúc vật hôi chết mẹ à, thì có thể là nó ngu ngơ nó không nhận ra nhưng mà khi nó leo lên một cái chức vụ nào đó thì trước sau gì nó cũng bản thân nó cũng tự nhận ra là cái bản chất dối trá của tà quyền độc tài súc vật bản chất dối trá của cái tà thuyết heo già bản chất dối trá của cái, cái, cái tà thuyết mà nó đang theo đuổi Đã, bản thân nó cũng tự nhận ra còn nếu như nó không nhận ra thì người dân cũng sẽ khinh ghét nó người dân cũng sẽ chửi nó người dân người, dân, người ta phản đối nó và như vậy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra thôi có thể là nó tự nhận ra cũng có thể là người dân ỉa vô mặt nó chửi vô mặt nó người dân lên facebook chụp hình biêu ríu nó chửi nó quyền rủa nó thì nó cũng sẽ nhận ra thôi như vậy thì là bất cứ cái tên tai sai nào bất cứ cái tên cẩu nâu tài nào thật ra nó cũng nhận ra bản chất khốn nạn của tà quyền độc tài xuất vật À, thế thì nó có hai cái khả năng à, là sao? Nếu như mà cái con cẩu nô tài đó các bạn, nếu mà nó còn chút lương tri, nó còn chút lương tâm của một con người, à, thì nó sẽ từ chức. Nếu như nó còn lương tâm của một con người, à, thì nó sẽ từ chức các bạn. Còn nếu như nó không còn, bởi vì nó đã nhận ra bản chất khốn nạn rồi mà, và người dân người ta chửi nó, người dân người ta ỉa vô mặt nó, người dân người ta biêu ríu nó, chửi nó ở trên mạng đầy hết. Thì nếu nó còn chút lương tri thì nó sẽ từ chức. Đó. À còn nếu như bây giờ nó không từ chức thì sao? À, nó vẫn tiếp tục nó, nó 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 giữ cái chức vụ đó, thấy không? nhưng mà bây giờ nó làm đàng hoàng, nó vẫn giữ chức vụ đó các bạn, nhưng mà nó làm đàng hoàng các bạn, à, thì nó sẽ bị sa thải, tại vì đó là sao? tại vì là cái thằng trùm khủng bố, cái thằng trùm khốn nạn, cái thằng trùm cuối, không? cái thằng trùm cuối là cái thằng khốn nạn, à, nó chỉ sử dụng những con người khốn nạn mà thôi nó chỉ sử dụng những con chó khốn nạn mà thôi, nó chỉ sử dụng những con cẩu nô tài khốn nạn mà thôi. À, nếu như bây giờ một cái con cẩu nô tài nào mà leo lên được cái vị trí nào đó, mà nếu như con cẩu nô tài đó nhận ra bản chất đê hèn của tà quyền tài quyền độc tài xúc vật, à, con cẩu nô tài đó sao? À, con cẩu nô tài đó một sẽ là nhận ra rồi, nếu như nó còn lương tâm nha, nếu như nó còn lương tâm thì một là nó từ chất, còn nếu nó không từ chất thì nó cũng bị sa thải thôi. À, tại vì nó không làm theo cái điều xấu ác Nó không làm theo cái điều khốn nạn à, Mà thằng trùm cuối à, Thằng trùm khủng bố, đó, thằng trùm thúi đó, Thằng trùm thúi biểu nó làm Nó, nó không làm thì nó sẽ bị sa thải Vậy thì bây giờ sao Bây giờ nếu như mà nó, nó muốn Tiếp tục tại vị, đúng không Tức là mong nó sẽ từ chất hay là nó bị sa thải Còn bây giờ nếu mà nó muốn tiếp tục tại vị Nó muốn thăng tiến thì nó phải làm sao Nó phải trở thành một kẻ khốn nạn Nó phải cực kỳ khốn nạn Tức là nó phải là biết cái chuyện đó là xấu ác Nhưng mà nó vẫn làm Biết cái chuyện đó là khốn nạn Là phản dân Là hại dân Và biết là làm cái đó sẽ bị dân chửi Dân nguyền rủa Dân căm thù Nhưng nó vẫn làm Tại vì sao? Nó muốn tại vị Nó muốn thăng tiến Thì nó phải làm cái chuyện khốn nạn Thì nó mới thăng tiến được à, Nó phải từ bỏ cái lương tâm của nó à, Từ bỏ cái lương tâm của chính nó Của chính cái con cẩu nâu tài đó thì nó mới tiếp tục là làm cẩu nô tài và có thể làm thăng tiến thành cẩu nô tài ở cấp bậc cao hơn à, như vậy thì sao nó muốn tiếp tục làm thì nó phải làm gì nó phải bịt nó phải bịt miệng dân phải bịt miệng dân những người nào lên tiếng nó phải bịt miệng bịt miệng bằng nhiều cách các bạn đầu tiên là nó sẽ mua chuột nó dùng tiền nó mua chuột à, nó dùng tiền nó bịt miệng người ta và nếu người ta vẫn không nhận tiền và người ta tiếp tục người ta lên mạng người ta lên facebook người ta chửi vô mặt nó người ta ỉa vô mặt nó à, thì bây giờ là cái màn bạch mè mua chuột của nó là coi như thua thì bây giờ nó bắt đầu nó hăm dọa nó bắt đầu nó hăm dọ nó hăm dọ và nếu mà vẫn tiếp tục chửi vô mặt nó vẫn tiếp tục ỉa vô mặt nó thì nó sẽ sao và nó sẽ giết nó thủ tiêu nó sẽ thủ tiêu À, như vậy thì nó sẽ bịt miệng những tiếng nói đối lập bằng cách nào bằng cách đầu tiên là mua chuột mua chuột không được thì hăm dọa hăm dọa không được thì giết thủ tiêu đó thì đó là cái gì đó là chúng ta vừa mới phân tích coi tại sao những kẻ mà nó leo lên được cái vị trí cao nhất đều là những kẻ khốn nạn Đã. rất là khốn nạn vì nếu như nó không khốn nạn thì nó đâu có leo lên được đâu nếu như nó không khốn nạn thì nó sẽ từ chức hoặc là sao hoặc là nó cũng bị sa thải thôi bây giờ muốn tiếp tục tại vậy muốn tiếp tục thăng tiến thì chỉ có là nó phải trở thành một thằng khốn nạn nhất thì nó mới thăng tiến được thôi như vậy đó là mình vừa giải thích là tại sao những kẻ khốn nạn nhất những kẻ vô liêm sỉ nhất à, thì nó sẽ leo lên là vị trí cao nhất chúng ta sẽ cho một à, chúng ta sẽ cho hai ví dụ à, ví dụ như là cái thằng này nó tên là thằng trường chinh khu thằng trường chinh khu các bạn thằng này tên là trường chinh khu à thì cái thằng Trường Trinh Khu này nó giết cha nó à, Nó lấy cuốc nó cuốc lên đầu cha nó Nó giết cha nó Để chi? Để nó tỏ lòng trung thành với lại cái thằng hôi chết mẹ Đó Cái thằng Trường Trinh Khu đó nha các bạn Thằng khốn nạn đó Nó cuốc lên đầu cha nó à, Để nó tỏ cái lòng trung thành với lại cái thằng hôi chết mẹ Đó Thì như vậy nó mới được thăng tiến các bạn Đà. Rồi bây giờ sao? Bây giờ là có cái thằng này tên là thằng Heo Niễn Thằng Heo Niễn này nó cũng vô cùng khốn nạn Nó vô cùng súc vật thì nếu như nó không khốn nạn, nếu nó không xúc vật, thì cái thằng lú sẽ không cho nó là, à, là giữ cái chức vụ gọi là chức vụ tưởng thú. Đó. Thì thằng, thằng, thằng heo niễn này nó làm được cái chức vụ tưởng thú là tại vì nó khốn nạn, nó phải từ bỏ lương tâm của một con người, Đó. nó phải thành xúc vật, thì nó mới được gọi như là con khỉ lú à, cho nó làm cái chức tưởng thú được các bạn. Đó. Như vậy thì phải khốn nạn mới leo lên được những cái chức vụ cao. Đó. Bây giờ chúng ta nói là cái việc mà thủ tiêu những tiếng nói đối lập à, Thì cái việc mà thủ tiêu những tiếng nói đối lập đó các bạn Thì nó xảy ra ở những cái quốc gia à, Những cái quốc gia mà 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 tà quyền độc tài xuất vật nó cai trị Hoặc là sao Hoặc là cái người này họ không sống ở quốc gia tà quyền độc tài xuất vật Nhưng mà họ lớn lên ở quốc gia do tà quyền độc tài xuất vật nó quản lý à, Nó cai trị Đó à thì sao thì khi mà họ khi mà cái thằng cái thằng này đó không nó sống ở cái quốc gia à, mà à, tà quyền cai trị đó các bạn thì hồi nhỏ nó cũng từng đi học ở trong cái trại nhồi sọ của tà quyền và khi nó học ở trong cái trại nhồi sọ của tà quyền thì nó cũng nhiễm cái thối à, là khốn nạn à, do mấy cái thằng thợ dạy nó đã nhồi nhét vô đầu của cái thằng mà mà mặc dù bây giờ nó không còn sống ở quốc gia độc tài nữa nó đã đi qua một cái nước tự do nó ở rồi, nhưng mà ngày xưa nó cũng từng học trong cái trại nhồi sọ của tà quyền xúc vật. Đã. Cho nên sao? Cho nên nó là cái thằng này nó cũng nhiễm một cái thối hư tật xấu rồi. Bây giờ có thể mặc dù nó đã đi ra được cái nước tự do nó ở rồi bằng cái con đường nào đó. Đã. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái thối khốn nạn, cái thối lưu manh, cái thối mà mất dạy của nó vẫn còn. Đã. Thì đó là gì? Đó là những cái thằng mà nó đấu tố tào lao. Đã. Những cái thằng đấu tố tào lao. À, những cái thằng này sao tại sao nó đấu tố tào lao bởi vì nó muốn bịt miệng những cái tiếng nói đối lập nó muốn thủ tiêu những tiếng nói đối lập những cái thằng này các bạn khi mà ai khác quan điểm với nó thì nó lên nó chửi người ta xấu xả luôn chỉ cần khác quan điểm với nó nó bắt đầu nó lên nó chửi không ra gì hết à, thì cái thằng này là sao cái thằng này á, là một cái thằng lưu manh côn đồ à, bất cứ ai mà nó thấy không vừa lòng là bắt đầu nó vừa lái xe nó vừa chửi nó vừa lái xe lái xe thì lo lái xe đi không nó vừa lái xe nó vừa chửi Đã. cứ mỗi lần sáng dậy sớm là bắt đầu nó lên xe nó ngồi và bắt đầu nó vừa ngồi nó mở live stream lên nó ngồi nó chửi đó thì cái thằng này là mục tiêu của nó là cái gì nó là thủ tiêu những tiếng nói đối lập người nào mà khác quan điểm với nó là bắt đầu nó chửi thôi nó không cần biết và nó chửi hết người này tới người nọ nó chửi từ châu á nó chửi qua châu âu nó chửi qua châu mỹ nó chửi từ lơ Học dưa hết đó cái thằng này là mục tiêu của nó là gì là thủ tiêu những tiếng nói đối lập như vậy thì rõ ràng nó đang hành xử như là độc tài Nó đang hành xử như một thằng côn đồ Hành xử như một thằng lưu manh Hành xử như độc tài Mặc dầu cái miệng của nó là, là nó nói rằng Nó nói nó ghét độc tài Nó nói nó ghét khỉ trường sơn cướp bó Nó nói nó ghét cái băng đạn cướp sạch Nhưng bản thân nó hành xử không khác gì khỉ trường sơn cướp bó Bản thân nó hành xử không khác gì một con khỉ độc tài súc vật Bởi vì người ta khác quan điểm với nó là nó chửi nó chửi không ra gì Nó chửi người ta là con đỉ này con đỉ nọ Con điếm này con điếm nọ Nó chửi người ta vô cùng thậm tệ à, Vậy thì cái thằng khốn nạn này Cái thằng mà nó vừa lái xe mà nó vừa chửi thiên hạ đó các bạn Cái thằng đó là cái gì Nó đang hành xử như một thằng độc tài súc vật Như một thằng độc tài súc vật luôn Muốn như một thằng lưu manh côn đồ à, Nó thằng nó chuyên gia nó đi đấu tố Và nó bây giờ nó đang là dẫn đầu cái băng đấu tố nó là trùm băng đấu tố nó là một thằng vô học, một thằng không có văn hóa các bạn. Nó là đang dẫn đầu cái băng đấu tố đó các bạn. Đó. Thì sao? Thì là chúng ta nói tiếp là những kẻ vô học, những kẻ vô văn hóa, những cái kẻ mà mà ngu sững là những cái kẻ mà nó rất dễ dàng để nó kết thành bè lũ. Tức là những kẻ ngu nhất trong xã hội. Những kẻ ngu nhất, những kẻ vô văn hóa, những kẻ vô học, nó rất dễ dàng để nó kết thành bè lũ. Thế thì tại sao nó kết thành bè lũ Bởi vì nó ngu đều như nhau Đều là những kẻ ngu đều như nhau Cho nên nó rất dễ dàng nó kết thành bè Thấy không Đó cụ thể đó chính là cái băng đấu tố Cái băng đấu tố này các bạn hãy để ý Các bạn quan sát những người nằm trong băng đấu tố này Đều là những kẻ ngu Những kẻ ngu sững, những kẻ vô học, những kẻ lưu manh Nó chửi toàn là chửi thầy không Nó chỉ chửi thầy thôi Chửi thề mà chửi không có căn cứ, không có cơ sở, không có lý luận Nó chửi không có logic gì cả Ví dụ người ta đang phân tích chuyện này nó chửi qua chuyện khác Người ta đang phân tích chuyện khác thì nó lại chửi qua chuyện kia Mà những cái câu chuyện nó chửi đều không không có cơ sở Mà không có cái lý luận, không có logic gì cả Mà chủ yếu nó chửi người ta đỉ này, đỉ nọ, điếm này, điếm kia Chủ yếu là nó chửi như vậy Đó, thì cái thằng cầm đầu băng đấu tố này là cái thằng mà nó vừa lái xe mà nó vừa chửi Đó đó là là những thằng nó rất là tào lao, cái thằng này rất là tào lao và bè lũ các bạn hãy coi bè lũ của cái thằng này là ai đều là những kẻ ngu, những kẻ vô học, những kẻ vô văn hóa mới kết thành bè lũ. Và tại sao những kẻ ngu dốt nó lại kết thành bè lũ các bạn? Tại vì nó ngu đều như nhau, nó ngu đều như nhau cho nên nó rất dễ kết thành bè lũ các bạn. Thì vừa rồi á là thật ra mình khóa mỏm cái thằng cái thằng trùm băng đấu tố này rồi, mình khóa mỏm nó lâu rồi. À, tại vì mình thấy nó ngu quá, nó điên quá, cho nên nó mình khóa mỏm nó lâu rồi. Đó. thì vừa rồi là bắt đầu là là nó nó lại đi đấu tố khá nhiều người. Đó thế bây giờ là mình mới mở mở khóa nó ra. Mình khoảng mở khóa ra để làm gì? Để mình chui vô nhà của nó, phải không? Mình chui vô nhà của nó mình coi coi là ai tung hô nó. Nhiều người tung hô nó lắm các bạn. Mà những người tung hô nó mình vô mình coi là gì? Nít ảo, nít giả, toàn là nít ảo không? Toàn là nít giả không? Cái nít này có những cái nít để có một cái tấm hình À, hoặc là có cái nít để có cái avatar kiếm đâu kiếm gái rồi gái xinh đâu đó kiếm gái xinh đều để lên làm avatar à, toàn là tào lao toàn nít giả không vô tung hô nó ờ à, anh giỏi quá anh hay quá anh là anh hùng không có anh đó, hả là coi như là không thành công à, nhờ tiếng nói của anh con người của anh quá khẳng khái con người của anh quá đẹp trai con người của anh là quá khẳng khái đi quá giỏi đi à, dám nói lên sự thật à, chỉ có anh là anh hùng thiên hạ thì bắt đầu người ta tung hô nó mà người ta càng tung hô cái con cái cái, cái, cái thằng khùng vừa lái xe vừa chửi nè người ta càng tung hô nó các bạn thì nó càng điên khùng lên nữa nó tưởng đâu nó đúng nó tưởng đâu nó là chân lý mà nó càng đấu tố một cách điên loạn lên nó bây giờ nó rất là điên bây giờ nhìn nó như một thằng khùng như một thằng điên luôn thì bắt đầu là mình mở khóa nó ra để làm chi để mình chui vô nhà nó thì mình coi tất cả những người nào tung hô nó mình khóa mở lên hết mình khóa mở hết luôn các bạn Tại vì sao? Tại vì thằng này nó là một thằng điên, mà người nào tung hô nó thì cũng là điên như nó. Đó, hoặc là gì, hoặc là dư heo viên, tức là người tung hô cái thằng điên này thì nó có hai loại các bạn, một là gì? Một là dư heo viên chó điên ăn cứt gà chiên. Đó, giả bộ tung hô nó cho nó điên hơn chơi, cho vui. Nhìn thấy bắt đầu nó điên cái nó chọc người này, nó chọc người kia, nó chửi người kia, nó chửi người nọ. Thì dư heo viên nó khoái lắm nó ngồi nó cười, nó vỗ tay. Nó nói cái thằng này ngu quá bị trúng kế tao tại vì thằng này nó rất là ngu, nó thuộc dạng ngu đần nó ngu đần nhưng mà tưởng đâu mình là gì tưởng mình anh hùng thiên hạ nên lên chửi hết người này tới người kia thì bắt đầu là dư heo viên chó điên nó vô nó giả bộ nó tung hô thằng này khoái quá càng chửi càng điên càng chửi càng hăng đó đó là một là dư heo viên thì đương nhiên dư heo viên là mình khóa mỏm là đúng rồi nó còn có một cái thể loại thứ hai các bạn cái thể loại thứ hai này là cái thể loại là không phải dư heo viên à, không phải nằm dùng đó là không phải dư heo viên đâu họ cũng ghét tà quyền độc tài súc vật họ không phải nằm dùng luôn Họ có thể là cái người mà cũng thật sự là muốn cho cái đất nước hình con lại có tự do Họ ghét tà quyền độc tài xúc vật Họ ghét băng đảng cướp sạch Họ ghét cái thằng hôi chết mẹ Nhưng mà những cái đối tượng thứ hai này là dẫn vào đi tung hô cho cái thằng khùng này À Vậy thì cái đối tượng thứ hai này là sao À nó không phải dư heo viên Mà nó bị ngu Thì cái đối tượng thứ hai này là sao Bị ngu Tại vì cái thằng này là rõ ràng nó thằng khùng mà đi tung hô nó Thì là sao Thì nếu không phải là dư heo viên thì cũng là ngu như nó cho nên cái loại ngu này thì mình cũng khóa mỏm lại luôn Tại vì sao để nó mất công mang họa đó, để Nó ngu mà nó vô nó coi mình Nó coi mình là livestream Nó coi mình trình bày nhiều khi nó không hiểu bắt đầu nó sủa Cho nên sao cho nên là một là dư heo viên là Mình khóa là đúng rồi Hai là gì không phải dư heo viên nhưng mà quá ngu Để vô đi tung hô cho một cái thằng khùng Thì mình cũng khóa mỏm lại luôn đó rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là cái băng 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 nhóm của cái thằng khùng này các bạn băng nhóm của cái thằng vô văn hóa cái thằng vô học cái thằng lưu manh này các bạn là băng nhóm của nó rất là đông rất là đồng và có người các bạn có người là trong băng nhóm này luôn chửi kinh khủng lắm và tặc mình vô đó. chửi cứ lên chửi hết người này tới người kia chửi quá trời chửi luôn mà tặc mình vô mới ghê chứ mà nhiều lần mình bỏ tặc ra rồi tại vì mình không có thích là coi như là đi chửi người này chửi người nọ mình là không có thích đó mình không có thích nhưng mà ban nhóm của thằng này nè bắt đầu là chửi người ta bắt đầu tặc mình vô y như thể mình là đồng lõ y như thể mình là chung phe thế mình mới bỏ tặc ra mà cái người này cứ nhiều lần cứ tặc vô đó thì trước sau gì mình cũng khóa lại thôi tại vì là quá ngoan cố đi mình đã mình đã bỏ tặc nhiều lần rồi mà vẫn cứ tặc vô thì bây giờ qua cái 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 livestream này, cái video này mình cũng thông báo luôn đó. Nếu mà vẫn tiếp tục tạt mình vô. Đó, thì mình khóa lại luôn. Mình xin lỗi trước nha. Tại vì mình không có muốn là tự nhiên bây giờ chửi ai thì chửi chửi mình đi. Tự nhiên đi lôi kéo mình vô, tạt mình vô làm gì người ta tưởng đâu mình chung phe làm sao đó, cho nên ở đây là mình cũng thông báo luôn đó ai mà chửi người này chửi người kia mà tặc mình vô hả thì bây giờ một lần lần một lần hai mình bỏ tập, nhưng mà nếu mà cứ ngoan cố mình sẽ khóa luôn cái người đó luôn đó là như vậy thì rất là bất ngờ các bạn khi mà mình qua bên nhà của cái thằng khùng á cái thằng khùng mà mình nãy giờ mình nói là vừa lái xe vừa chửi á thì cái thằng khùng này mình vô nha mình khóa mõm rất là nhiều mình khóa từ trên xuống dưới là mình khóa là gần 100 người mà vô tung hô cái thằng này thì mới bất ngờ rằng khi mình qua mình coi cái Facebook nhà mình đó là mình thấy cái follow nó giảm rất là trầm trọng. À, có nghĩa là ví dụ như mình khóa mở bên kia là 100 người thì qua đây follow mình nó giảm cũng 50 cũng 50 lượt các bạn. Nó giảm cũng 50 cái follow. Như vậy có chứng tỏ rằng có rất là nhiều người họ hai hàng, tức là họ qua họ là mê cái thằng mê cái thằng mà cái thằng thằng điên, họ mê cái thằng khùng chửi đúng không? Cái thằng trùm đấu tố. Nhưng mà sao họ vẫn qua Facebook nhà mình, họ giả bộ họ follow họ giả bộ follow lâu để chi để họ rình để họ rình đúng không để họ rình coi mình có nói gì không chụp màn hình đem qua mét à họ giả bộ họ làm sao họ coi mình có nói gì bắt đầu chụp màn hình rình coi mình nói cái gì bắt đầu đem qua kia mét cho cái thằng trùm 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 khùng này nè thằng khùng này nè đó thành ra làm sao thành ra là mình à, vừa rồi mình khóa mởm là cũng khoảng là hơn 100 người đó và mình thấy lượng follow giảm rất là là nghiêm trọng thì mà thật ra mình rất là mừng mình mừng là vì sao bởi vì là làm sao là vì mình đã khóa được là mấy chục người mà giả bộ âm thầm lén lút follow mình để mà rình rập ha thì mình đã khóa được năm mươi mấy người là mình rất là mừng nha các bạn Rồi, và mình trong tương lai mình sẽ tiếp tục mình khóa mẩm mình sẽ khóa mẩm những cái mà người nào mà đi qua mà tung hô cho cái thằng khùng mà nó vừa lái xe mà nó vừa chửi bới nó vừa đấu tố hết người này tới người kia chửi người ta chửi chửi tùm lum hết đó chửi tục chửi vô văn hóa chửi như một thằng lưu manh côn đồ mất dạy thì bây giờ mình sẽ khóa mồm. Rồi chúng ta nói tiếp những cái người mà có trình độ càng cao đó, thì họ càng sao các bạn? Họ càng là khó kết thành bè lũ. Đó. khó kết thành bè tức là họ có trình độ càng cao thì họ càng khó kết thành bè. Tại vì sau khi mà họ trình độ càng cao thì họ có nhiều cái hướng lắm. Họ suy nghĩ rất là đa dạng, rất là phong phú. Họ suy nghĩ tùm lum hết. Họ rất là khó cùng quan điểm đó tại họ hiểu biết nhiều cho họ khó cùng quan điểm những cái người mà họ cùng quan điểm với nhau là chỉ có đám ngu thôi nó cùng quan điểm với nhau nó mới kết thành bè Và cụ thể là ra cái băng đấu tố này cái băng đấu tố này toàn là mấy ngu đó mấy khùng mấy điên mấy là mấy người ngu rồi nó nó cùng quan điểm với nhau đó còn những người mà có trình độ càng cao thì sao họ có những cái suy nghĩ rất đa dạng à, và cuối cùng họ khó kết thành bè lắm các bạn họ khó kết thành bè lũ à, họ không kết thành bè vì mỗi người là một coi như là riêng. Đó. họ không có kết thành bè. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt chúng ta lưu ý là chắc chắn là họ sao? Chắc chắn là họ có văn hóa. Đó, mặc dù họ không kết thành bè lũ với nhau, nhưng mà họ có văn hóa các bạn. Và sao? Và họ không muốn họ không muốn thủ tiêu cái tiếng nói đối lập. Cũng như là họ không có khả năng thủ tiêu cái tiếng nói đối lập. Tại vì sao các bạn? tại vì là thứ nhất là họ có văn hóa cho nên họ không có muốn thủ tiêu những người khác quan điểm với họ họ không có chửi những người khác quan điểm của họ những cái người mà họ không đi đấu tố đúng không là tại vì sao tại vì là họ có văn hóa cho nên mặc dù là à, anh khác quan điểm với tôi nhưng mà tôi không đấu tố anh là tại vì tôi có văn hóa còn anh đi đấu tố là anh không có văn hóa đúng không anh đi chửi bới tùm lum hết rác là anh không có văn hóa đúng không cho nên là những người là cái trình độ họ càng cao thì họ làm sao họ có văn hóa cho nên là họ không có họ không có muốn là thủ tiêu à, cái, cái chửi bới những cái tiếng nói đối lập và đương nhiên họ cũng không có khả năng thủ tiêu các bạn họ không muốn và cũng như họ không có khả năng là bởi vì sao là bởi vì là họ đâu có kết thành bè đâu họ có một mình họ hà cho nên họ họ đâu có dám rớ vô là cái đám cái băng khủng bố này đâu cái đám cái băng mà đấu tố này đâu họ chỉ cần họ chửi vô cái băng khủng bố này một cái cái băng đấu tố này một cái là nguyên cái băng này nguyên cái băng chó điên này nè nó bắt đầu nó chửi răng 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 lên liền là sao là chỉ có nước mập tiêu thôi thấy không tại vì một người làm sao mà chống lại với nguyên một băng điên thấy không cho nên là họ nhịn Đã. tức là họ vừa không muốn chửi lỗi mà họ cũng không có khả năng chửi nữa vì chửi là nguyên cái đó nó hùa vô rồi nó chửi lại chỉ có nước mà chết nghe chửi không cũng đủ chết nữa các bạn như vậy thì à, tóm lại à, cái băng nhóm à, đông nhất sẽ là cái băng nhóm gồm những cái kẻ ngu sửng nhất, à, những kẻ vô học nhất, nó à, sẽ kết thành một cái băng nhóm đông nhất. À. Và cái băng nhóm đông nhất đó, tức là gồm những kẻ ngu sửng nhất đó, những kẻ khốn nạn nhất đó, thì băng nhóm đó à, có cái tên là băng đạn cướp sạch, à, ta, ta viết tắt là à, đờ cờ sờ. À, tức là đảng cướp sạch à, băng nhóm đó gồm những kẻ ngu sững nhất những kẻ khốn nạn nhất à, gọi là à, băng à, băng nhóm à, băng đảng cướp sạch đời cờ sờ đảng cướp sạch à. thì bây giờ á, cái băng nhóm này á, nó gồm có những cái thành phần sau đây thứ nhất là nó gồm có là băng đảng viên à, băng đảng viên thì băng đảng viên này á, là đứng đầu là cái gì đứng đầu là kẻ cai trị tự xưng là lãnh đạo à, đứng đầu là kẻ cai trị tự xưng là lãnh đạo đương nhiên cái kẻ mà đứng đầu nhất này là cái kẻ khốn nạn nhất cái kẻ lưu manh nhất cái kẻ mất dạy nhất cái kẻ chó đẻ nhất là cái kẻ đứng đầu tự xưng là lãnh đạo à, thì cụ thể đó chính là cái con chó già à, hiện tại đó chính là cái con chó già con chó già khốn nạn con chó già lú à, thì đó là đứng đầu là kẻ cai trị tự xưng là lãnh đạo rồi là trong cái băng đảng viên này nó cũng có gọi là ban chuyên láo cái ban chuyên láo này nó có cái nhiệm vụ tuyên truyền những cái điều khốn nạn và nó có một cái bộ tà trị cái bộ tà trị các bạn bộ tà trị này là rất là khốn nạn và thuộc là băng đảng viên rồi dưới băng đảng viên thì có một cái đám gọi là cái đám tay sai viên cái đám tay sai viên còn gọi là cái đám cẩu nô tài thì cái đám cẩu nô tài này nó gồm có là quân đụ nhân răng đó. quân đụ nhân răng côn đồ an nhân răng đó. quân đụ nhân răng côn an nhân răng đó. rồi cái đám này gọi là thợ dạy đó. thợ dạy tức là cái lũ này là cái lũ tuyên truyền cái lũ thợ dạy là cái lũ tuyên truyền theo cái sách giáo khoa đó. Thật sự đó chính là cái gì gọi là văn bản tuyên truyền tự xưng là sách giáo khoa à bởi vì nó nó xàm xí à, nó rất là xàm xí nhưng mà tự xưng là sách giáo khoa đó chính là văn bản tuyên truyền à, thì cái đám thợ dạy và thợ dạy này đứa nào tuyên truyền giỏi đứa nào bưng bô giỏi đứa nào chó đẻ nhất thì được gọi là gì được gọi là thợ dạy nhân răng à, thợ dạy nhân răng thợ dạy yêu tú à, thợ dạy yêu tú à, thấy không đó quân đội à, rồi công an thằng thằng nào khốn nạn nhất Đánh, đánh dân nhiều nhất thì gọi là công an ưu tú à, Thợ dạy ưu tú à, Rồi gì? Báo nô à, Báo nô là cái lũ bồi bút Cái lũ đỉ bút à, Rồi gì? Rồi là thơ nô à, Ca nô nhạc nô đó đây là những cái cái tay sai viên đó những cái tên cẩu nô tài đó các bạn đó rồi phía dưới à, phía dưới gì dưới tay sai viên dưới cẩu nô tài nữa thì còn có ai còn là tới là bọn dư heo viên à, thì là dư heo viên là cái đám máu què cái đám máu què đó các bạn cái đám máu què mà mà lông nhông ở ngoài đường đó gọi à, là dư heo viên người ta còn gọi một cái tên rất là mỹ miều đó là dư chó viên thậm chí là người ta còn à, đặt cho nó một cái tên khác nó hay ho hơn à, nó à, trân trọng hơn nó tôn trọng hơn nó hoa mỹ hơn đó là dư đỉ viên à, Hoặc là có người à, còn là coi như là tôn trọng cái đám này Cho nên người ta đặt cho nó một cái tên nó đẹp đẽ hơn nữa Đó là bò đỏ à, Bò đỏ, nào không? hoặc là nếu mà mình tôn trọng hơn nữa tại vì mình chửi nó bò đỏ thì cũng nhiều khi là thấy có vẻ như là xúc phạm quá mình nó coi như là mình 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 đặt những cái tên coi như là hay ho hơn nữa để mà mình thể hiện cái sự là 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 không có quá nhục mạ cái lũ bò đỏ này thì người ta có thể dùng cái từ đó là khỉ đích đỏ đúng không để thể hiện là mình cũng coi trọng nó, nó khỉ đích đỏ và đó chính là cái lực lượng 47 các bạn lực lượng chó đẻ 47 các bạn đó lực lượng chó đẻ 47 rồi À, rồi sao nữa, rồi ngoài ra trong cái thành phần của băng đảng cướp sạch viết tắt là đờ cờ sờ thì nó còn có một cái thể loại đó là xúc vật nằm dùng, à, xúc vật nằm dùng hay còn gọi là đấu tố viên, đấu tố viên các bạn, à bởi vì sao? bởi vì à, cái đám xúc vật nằm dùng này nó cũng giả bộ nó là người à, là coi như đấu tranh cho tự do đấu tranh cho nhân quyền đấu tranh cho dân chủ nó cũng giả bộ như vậy nhưng mà thật sự ra là sao thật sự ra là nó chuyên cho đấu tố nó đấu tố hết người này tới đấu tố người nọ thì cái đám xúc vật nằm dùng này nó chính là đấu tố viên đó các bạn đấu tố viên à, hoặc là ta còn gọi nó là ăn vạ viên tại sao kêu nó là ăn vạ viên là bởi vì như thế này các bạn nó đi chửi người ta các bạn rồi người ta bắt đầu người ta chửi lại nó người ta chửi lại nó cái bắt đầu nó lên facebook nó ngồi nó khóc, hả? À, nó bắt đầu nó 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 tạo ra một cái gọi là cái thỉnh nguyện thư, à, nó nói rằng là người ta chửi nó, ăn hiếp nó, cho nên nó tạo ra một cái thỉnh nguyện thư, nó kêu mọi người hãy ký tên, chi ký tên ủng hộ nó, ha? À, để chi để mà nhiều người ký tên bắt đầu là nó 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 quật ngược lợi, nó, nó tố cáo người ta là bắt đầu chửi nó, à, có nghĩa là cái thằng này là cái thằng vừa lái xe vừa chửi, cái thằng này là cái thằng tâm thần cái thằng khùng cái thằng bệnh hoạn các bạn đó nó đi là chửi người ta nó đấu tố người ta nó chửi người ta không ra gì hết cái tưởng người ta là đĩ này đĩ nọ nó gửi người ta là, là điếm đó rồi chi rồi, rồi bắt đầu người ta tức quá người ta chửi lại nó cái bao nó lên facebook nó khóc nó khóc có bắt đầu nó tạo ra cái thỉnh nguyện thư đó nó kêu là người ta hãy ký tên cho nó đi bởi vì nó đang bị chửi cho nên hãy ký tên cho nó ủng hộ nó đó thầy, thầy đúng là thằng ăn vạ ăn vạ đúng không nó chửi người ta được mà người ta chửi lại cái nó nằm nó ăn vạ nó khóc nó ăn vạ nó chạy về nó mát mẹ nó thế thằng ăn vạ ta gọi là ăn vạ viên hoặc là trí phèo viên thằng này có thể gọi nó là trí phèo viên các bạn đó nó là giống như là thằng ăn vạ giống như thằng trí phèo đó các bạn đó thì cái đó là cái thằng xúc vật nằm dùng đó. nó chính là thằng nằm dùng đó các bạn nó xúc vật nằm dùng các bạn nó là thằng đấu tố viên đó các bạn đó. Thì bây giờ á nó có một cái câu chuyện nó như thế này à, là cái thằng đấu tố duyên này là nó có một cái con vợ khùng con vợ khùng của nó là cũng như là lúc nào cũng tung hô nó hết á mỗi lần mà nó lên nó chửi người ta là con vợ nó bắt đầu ngồi canh cầm cái ipad phải không bắt đầu ngồi canh ví dụ như ai chửi lợi là bắt đầu nó khóa lợi nó khóa lợi thằng vợ nó cũng là cũng là thuộc dạng ba lơn đó các bạn con vợ nó cũng ba lơn lắm á ba lơn giống là coi như là 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 hai vợ chồng nó ba lơn hay chồng nó điên giống nhau đó con vợ nó mới lập một cái nít khác không? để bắt đầu là lên cũng sủa cẩn 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 cái đó thì là hôm trước là mình có đi là làm từ thiện ở bên bệnh viện di đồng á thì bắt đầu là cũng có một cái trường hợp cũng có cái trường hợp là làm sao có cái trường hợp là cái đứa bé này nó cần tiền để mà nó 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 nó, nó chữa bệnh đó thì mình mình mới lúc là mình đăng lên facebook mình đăng lên mình nói là ai muốn hỗ trợ thì hỗ trợ trực tiếp nha mình không có nhận không? mình nói là bây giờ ở đây nó đang nằm ở bệnh viện di đồng á không ai muốn hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp mình cho thông tin đầy đủ luôn đó, đó của cái bên cái phía bệnh viện á muốn liền liền là hỗ trợ hỗ trợ trực tiếp chứ mình không có nhận nha thì ở đầu là cái con vợ của cái thằng mà cái thằng mà đấu đấu tố viên nè con vợ của nó nè vợ nó bắt đầu giả bộ liên hệ mình nó giả bộ liên hệ mình là 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 để mà gửi tiền để mà hỗ trợ đứa bé đúng không mình nói là không mình không có nhận cho chị muốn hỗ trợ chị hỗ trợ trực tiếp cho bệnh viện chị liên hệ trực tiếp bệnh viện mình không có nhận đó mình mình cũng đâu có biết là, là 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 cái con cái con mà liên hệ mình là con vợ của cái thằng đấu tố viên này đâu anh đi hỗ trợ thì kia là bắt công nó phức tạp lắm tại vì sao tại vì là thông tin nó có rồi bệnh viện là là có rồi bây giờ muốn hỗ trợ thì hỗ trợ vô bệnh viện thôi đúng không chứ còn mình không có nhận qua trung gian rồi bây giờ mai mốt bắt công là, là là là, bắt đầu đem mình lên đấu tố nữa đúng không cho nên là sao mình đã biết hết á mình đã biết cái âm mưu này lâu rồi cho nên mình không có nhận mà nó chỉ muốn liên hệ chị muốn hỗ trợ và hỗ trợ trực tiếp bệnh viện nó im luôn đó sau này mình mới biết nha sau này thông qua một cái người bạn mình mới biết cái con đó đó là chính là vợ của cái thằng đấu tố viên tại mình có không biết ai lúc đầu liên hệ mình cũng không biết ai hết mà cũng hên ghê nha cũng hên là mình không có mình không có nhận á chứ mà mình nhận mà mình chuyển giùm á mình nhận chuyển giùm là là, là nó đem mình ra đó nó đấu tố từ lâu rồi mà hổm giờ nó không có nó ghét mình lắm nó rất là ghét mình nhưng mà nó không có biết đấu tố mình chỗ nào hết á nó chưa có đấu tố mình nó có một lần nó lên nó chửi có một lần rồi nó lên nó chửi nhưng mà sau đó nó lên nó xin lỗi thấy không nó lên xin lỗi à tại vì sao tại vì nó cái cái nó chửi là nó chửi tầm bậy cho nên bắt đầu nó lên nó xin lỗi nhưng mà từ đó là nó không có nó không có tìm ra được cái cái mà cái cái gì mà để mà nó nó chửi mình hết á cho nên nó chưa chửi nhưng mà thằng này nó không có ưa mình đâu thấy không và tại giờ cái thằng đấu tố viên này các bạn thằng đấu tố viên mà nãy giờ mình nói nha cái thằng này á thì thật sự ra nó nó cũng chỉ là cái thằng mà thằng ngu thôi tức là người ta suối nó thôi người ta suối nó thì bắt đầu người ta đâm sau lưng nó bắt đầu là nó ngồi nó chửi điên chửi khùng thôi chứ thật sự ra cái thằng chủ mưu sau lưng nó là thằng khác cái thằng chủ mưu mà sau lưng mà suối cái thằng mà vừa lái xe vừa chửi này là cái thằng mà đấu tố viên nè thằng chủ mưu sau lưng là cái thằng khác thằng chủ mưu sau lưng này nó giả dạng nó là luật sư nó giả bộ nó tự xưng nó luật sư nhưng mình điều tra rồi nó không phải luật sư nhưng mà nó giả bộ nó tự xưng nó luật sư nó lên nó cũng ăn nói điềm đạm lắm nó cũng giả bộ ăn nói điềm đạm đồ này nọ lắm nhưng mà nó không phải luật sư nó giả bộ nó luật sư rồi bắt đầu nó đi đâm chọt nó nhắn tin hết người này tới kia nó đâm chọt tùm lum hết ráo á là thằng là chuyên gia đâm chọt luôn đó, cho nên là mình cũng khóa cái thằng quỷ đó rồi mình khóa nó lâu rồi nó xạo nó là luật sư nhưng mà nó không phải luật sư đâu à giả lên livestream thì nó nói đàng hoàng lắm nó giả bộ nói đàng hoàng lắm nhưng mà khi nó đi vô nhà người ta nó comment đó, thì bắt đầu nó nói lấp lửng nó lấp lửng để nó đâm chọt mà nó nói lấp lửng không các bạn nếu mà chụp màn hình lại á, thì nhiều khi khó phát hiện lắm phải rất là tinh tế phải rất là nhạy bén mới phát hiện cái cái sự khốn nạn của cái thằng đâm chọt Đó, rất là là, là, là khó để phát hiện nhưng mà nó đi đâm chọt Mà nó chỉ đâm chọt trong comment Trong cái tin nhắn này kia Ví dụ như có lần nó còn chơi mình đó nha Có lần nó nói rằng á Nó nói rằng vậy này, Nó nói rằng cái ông A chửi mình Thấy không Để chi để cho mình ghét ông A Nó nói ông A chửi mình Để mình ghét ông A Đã đó là nó đâm chọt kinh khủng lắm nhưng mà nó không trực tiếp nó nói mình đâu nó nói thông qua một cái người khác à nó nói thông qua một cái người bạn à, của của mình à thông qua một người bạn mà người bạn đó là sao người bạn nói chung là nói chung là cuối cùng là mình vẫn biết được cái tin đó à thành ra cái thằng khốn nạn này là nó nó thằng thằng chủ mưu á thằng chủ mưu không phải là cái thằng đấu tố viên gì đâu đấu tố viên này chỉ làm chỉ là cái thằng ngu bị người ta lợi dụng bị người ta xỏ mũi dắt đi thôi bị người ta coi như dẫn dắt đi thôi ngu này không biết gì đâu rồi như vậy bây giờ mình qua cái vấn đề tiếp theo đó là à, ngoài ra thì cái bọn băng đảng cướp sạch này nó còn có một cái biện pháp mà lôi kéo khác À, nó có cái biện pháp lôi kéo khác các bạn tức là ở cái chế độ độc tài toàn trị nó có cái biện pháp à, để mà lôi kéo quần chúng nhân dân nó tức là nó kêu gọi cùng sắc dân tức là nó giả bộ lúc nào nó cũng tuyên truyền là chúng ta cùng sắc dân à, chúng ta cùng sắc dân các bạn cho nên đó là chúng ta hãy kết thành bè lũ đó à, nó nói vậy đó các bạn thì nó lợi dụng cái tinh thần dân tộc lợi dụng cái tinh thần yêu nước để mà nó, nó dụ dỗ người ta ví dụ như là chúng ta thấy ở đức đúng không ở đức À, thì là à, cái thằng mà khủng bố trùm khủng bố ở Đức là thằng Hitler nó đi tuyên truyền rằng là Đức là một cái dân tộc và gọi như là thông minh nhất thế giới một cái dân tộc tuyệt rồi à, những cái dân tộc được chọn à, cho nên là không có cái dân tộc nào mà 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 ngon lành bằng cái dân tộc Đức hết à, thế cho nên là, là là nó bắt đầu là nó lôi kéo người ta để mà tụ họp lại để mà bắt đầu là phát động chiến tranh tiêu diệt những cái dân tộc khác đó rồi ý cũng vậy rồi ở nhật cũng vậy đó rồi sao nữa đó là đương nhiên mình đang nói phát xích đức phát xích ý phát xích nhật nha đó. chứ không phải mình nói là người đức hiện tại không phải mình nói người ý hiện tại không phải mình nói người nhật hiện tại mà nói là ở đức đã từng xảy ra một cái thời kỳ phát xít thì đó là cái gì đó là cái chủ mưu của cái thằng mà gọi là cái thằng đứng đầu cái thằng đầu sỏ các bạn rồi cái gì rồi ở đất nước hình cái xô thì có cái đám khỉ đích đỏ đó. thì cái thằng mà lê khỉ chúa tể star khỉ chúa tể nó nói rằng chúng ta đều là khỉ đích đỏ à và chúng ta là khỉ đích đỏ thì chúng ta phải coi như giải phóng thế giới chúng ta phải làm cuộc cách mạng để giải phóng cho toàn thế giới để phỏng giấy thế giới các bạn đó thì cái đám khỉ đích đỏ ở đất nước hình cái xô là nó như vậy nó phát động nó phát động một cái cuộc chiến tranh xâm lược những cái quốc gia lân bang đặc biệt là nó xâm lược đông âu nó rất là khủng khiếp rồi thì ở đất nước hình đầu bò có một cái thằng đất nước hình đầu bò các bạn có một thằng thằng tên này thằng mau khỉ chúa tể và thằng này nó phát động à, coi như là cái lời kêu gọi nó nói chúng ta là đều là dân tộc hán rộng đó, chúng ta là dân tộc hán rộng đó, tức là cái thằng mau khỉ chúa tể quốc gia hình đầu bò nó nói rằng chúng ta là một dân tộc hán rộng cho nên sao cho nên chúng ta phải tiêu diệt những dân tộc khác đó, và nó đã tiêu diệt được đó, là những cái dân tộc những cái sắc dân khác như là người hồi không người hồi dân tộc hồi nè dân tộc nội mông nè dân tộc mãn nè thấy không tân cương nè tây tạng nè là nó tiêu diệt nó đang diệt chủng hồi thấy không mãn thấy không rồi tân cương tây tạng là nó, nó tiêu diệt nội mông là nó tiêu diệt hết nó chỉ chừa lại cái dân tộc gọi là cái dân tộc hán rộng thôi đó. hán rộng thôi đó là như vậy rồi còn ở quốc gia hình con lãi thì có cái con gọi là cái con gọi là bả chó khỉ chú tể đó. con bả chó khỉ chú tể này nó có cái tên đó là thằng hôi chết mẹ thì nó nó nói rằng sao nó nói là chúng ta là dân tộc kinh dị năm chúng ta là dân tộc kinh dị cho nên chúng ta sẽ đi tiêu diệt những cái dân tộc khác và làm sao và là dưới cái sự kêu gọi của hôi chết mẹ đúng không thì dân tộc kinh dị là đang là coi như là cái dân tộc lớn lớn nhất lớn nhất ở quốc gia hình con lại còn những cái dân tộc thiểu số khác là đã bị cái thằng hôi chết mẹ nó đàn áp và nó giết coi như là còn rất là ít người và nó gọi là dân tộc thiểu số nó gọi là dân tộc thiểu số các bạn còn ấy là dân tộc kinh dị là dân tộc lớn nhất đó là cái âm mưu à, chó đẻ của gọi là cái thằng hôi chết mẹ nó để đi tiêu diệt các cái sắc dân khác và khi mà nó sao khi mà thằng hôi chết mẹ này nó 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 lên mà nó để mà nó cướp được chính quyền đó các bạn nó cướp được chính quyền lập ra tà quyền đó các bạn thì cái thằng hôi chết mẹ này nó không có gọi là nó không có sức đầu lộ diện rằng nó là gì rằng nó là lãi cộng đâu nó không nói nó là lãi cộng mà nó nói đó là lãi minh nó nói là không chúng tôi là những người lãi minh và chúng tôi theo cái tiêu chí gọi là độc lập tự do hạnh phúc chúng tôi sẽ theo cái tiêu chí là đánh pháp cho tới cùng để mà đất nước hình con lãi có được cái độc lập và khi có độc lập thì người dân sẽ có tự do và khi người dân có tự do thì người dân sẽ hạnh phúc độc lập tự do hạnh phúc là như vậy đó đó là cái thằng hôi chết mẹ nó đi tuyên truyền rằng nó không phải là lãi cộng mà nó gì nó là lãi minh tức là gì nó đang lợi dụng nó đang lợi dụng tinh thần dân tộc nó đang lợi dụng cái tinh thần yêu nước của người dân ở quốc gia hình con lãi à, để chi để nó lôi kéo người ta vào băng nhóm của nó à, và khi nó cướp được chính quyền lập ra tà quyền À, thì nó hiện nguyên hình là gì nó hiện nguyên hình nó chính là cái băng đảng cướp sản à, nó hiện nguyên hình nó là băng đảng cướp sản nó hiện nguyên hình nó chính là lãi cộng mà lúc đầu nó nói nó không phải lãi cộng nó nói nó là lãi minh à, là kinh khủng là như vậy đó các bạn à, rồi bây giờ chúng ta sẽ kết luận có nghĩa rằng là những cái À, những cái kẻ đó không những cái kẻ mà chó đẻ nhất những kẻ khốn nạn nhất là những kẻ mà nó sẽ leo cao nhất. À, ví dụ chúng ta thấy là sao? Chúng ta thấy là cái con chó già lú, không? Con chó già lú là nó cực kỳ khốn nạn, nó cực kỳ là coi như đê tiện, nó cực kỳ là 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 xấu xa, đê tiện bị ổi chó đẻ cầm thú khốn nạn. À, và sao? Và nó là đang giữ cái chức vụ gọi là cao nhất ở quốc gia hình con lại. Đó. À, thì cái thằng con chó con con heo niễn cái con heo niễn là gì con heo niễn là một tên tay sai à, một tên tay sai ngu đần một tên tay sai này lười lao động chỉ biết tưng phục một trăm à, tưng phục theo cái mệnh lệnh của con chó già lú cho nên là cái con là heo niễn này nó cũng leo được cái chức vụ rất là cao bởi vì nó chỉ biết tưng phục À trung thành, thể hiện lòng trung thành với lại là cái con gọi là chó già lú à, Đó là chúng ta kết luận là những kẻ chó đẻ nhất sẽ leo cao nhất Thế còn bây giờ cái thằng đấu tố viên thì sao? Chúng ta quay lại vấn đề của thằng đấu tố viên thì sao? Thật ra cái thằng đấu tố viên này nó mãi mãi là đấu tố viên Nó không bao giờ nó leo lên được Ví dụ như là con chó già lú nó leo lên được Là tại vì sao? Là tại vì cái con chó già lú này mặt của nó vừa dày mà tâm của nó vừa đen Tức là nó phải mặt dày và tâm đen thì nó mới leo cao nhất được tức là nó phải khốn nạn cái sự khốn nạn của nó thể hiện ở mặt dày và tâm đen đó. còn cái thằng đấu tố viên này thì sao tuy cái tâm của nó đen cái tâm của nó rất đen các bạn bởi vì nó chửi hết người này tới người nọ nó vừa lái xe nó cũng chửi nó thức dậy là bắt đầu nó lên xe và bắt đầu là nó mở camera lên bắt đầu nó ngồi nó chửi nó chửi hết người này tới người kia một ngày nó lên nó lên nó livestream 10 lần một ngày lên livestream 10 lần các bạn đó, nó, chửi sám gió bồn hồn luôn nó chửi là kinh hoàng thiên địa luôn nó chửi kinh hoàng bạc chế luôn nó chửi hết cái này tới người kia mà người ta tung hô mấy con dư heo viên chó điên ăn cứt gà chiên tung hô nó nó khoái trá nó khoái trá mà nó càng chửi hăng sai lên đó. thì đó là cái thằng này nó rất là tâm đen tâm đen nhưng mà không cái mặt nó không đủ dày tức là cái mặt nó cũng dày lắm nó mặt nó cũng rất là dày vậy nên nó chửi đàn bà mà nó lên nó chửi đàn bà các bạn À, nó là là coi như nó là 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 đàn ông con trai đúng không mà nó lên nó chửi đàn bà thì cái mặt nó cũng rất là dày nhưng mà nó không đủ dày bằng cái con chó già lú nó không đủ dày là tại vì sao mình nó nó không đủ dày cái mặt nó không đủ dày là tại vì như thế này là tại vì khi mà người ta chửi lợi nó cái nó ngồi nó khóc À, nó chửi người ta thì được mà người ta chửi nó nó ngồi nó khóc bắt đầu nó lên nó làm ra một cái thỉnh nguyện thư nó kêu là mọi người hãy ký tên cho nó ký tên cho cái thỉnh nguyện thư của nó thì chứng tỏ rằng là cái thằng này á mặc dù là cái tâm nó đen nhưng mà cái da mặt của nó không đủ dày à, cái mặt của nó không đủ dày à, cho nên nó mới lên nó ngồi nó khóc lóc như vậy và khi mà nó cái mặt nó không đủ dày thì nó sẽ không leo lên được những cái chức vụ cao đâu đó mà thằng này sao nó mảng thằng này là mãi mãi nó chỉ là cái 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 là gọi là đấu tố viên mà thôi chứ nó không leo lên được những chức vụ cao. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thôi bây giờ trước khi kết thúc thì chúng ta kết luận một lần nữa là những kẻ khốn nạn nhất đó, sẽ leo lên được những cái vị trí cao nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.